Kính chào tất cả các vị gia chủ. Rất vui khi được gặp các vị gia chủ ở trong buổi Zoom ngày hôm nay. Alo, mọi người có nghe thấy mình nói không ạ? Anh chị em ở trong này có ai nghe thấy mình nói không ạ? Rất vui khi được gặp lại các vị gia chủ ở trong buổi Zoom ngày hôm nay. Buổi Zoom chia sẻ về kiến thức phong thủy nhà ở. Trong buổi Zoom ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ chi tiết về phong thủy mặt bằng, công năng trong nhà sao cho phù hợp với phong thủy của từng vị gia chủ. Và đây là những kiến thức chung, kiến thức cơ bản trong phong thủy nhà ở mà rất là nhiều người, các vị gia chủ cũng nên biết. Bởi vì là khi mà mình thiết kế nhiều, ngoài cái việc xem tuổi để làm nhà, xem hướng có tốt hay không, thì những cái yếu tố phong thủy liên quan như cửa, phòng bếp, phòng thờ hay là phòng ngủ cũng là những yếu tố rất quan trọng. Và những yếu tố này thì nó không cần phải là xem tuổi tác gì cả, mà cũng không cần phải xem hướng nhà. Chúng ta có thể nhìn nhận ra luôn trên cái mặt bằng của bất cứ một ngôi nhà nào. Thì đây là những cái kiến thức mà cũng có thể là các vị gia chủ đã tìm hiểu, nhưng mà ít người có thể nhận ra được cái điều đó. Và hôm nay thì em xin giới thiệu một chút về cái trích lục bản thân. Tên đầy đủ của em là Trần Thị Xuân. Và đây là số Zalo của em, nếu như mà các vị gia chủ nào có vấn đề gì thắc mắc về phong thủy hoặc là về ngôi nhà của mình đang ở, nếu mà mình cảm thấy ở nhà là thiếu khí hoặc là thiếu năng lượng, hay là làm ăn nó không được lên, hay là về cái vấn đề sức khỏe của mình nó yếu dần chẳng hạn, thì các anh chị hoặc là các vị gia chủ có thể liên hệ qua số Zalo này để Xuân có thể tư vấn cho anh chị. Nhiều khi những cái vấn đề nhỏ mà mình không thể quan sát ra được thì mình chỉ cần dịch chuyển một chút thì nó cũng làm cho năng lượng của ngôi nhà, làm cho những cái vận khí của ngôi nhà trở nên là vượng hơn rất nhiều. Thì chức vụ của mình hiện ở trong công ty là chủ trì phong thủy. Bên dưới mình thì là những phong thủy sư nữa. Các phong thủy sư có thể kết hợp để làm ra những ngôi nhà cho các vị gia chủ nữa nhé. Thì mình có 5 năm kinh nghiệm về tư vấn phong thủy nhà ở từ đường nhà thờ họ, và cũng đã kết hợp với đội ngũ phong thủy sư của Visato cho ra được hơn gần 4.000 hồ sơ phong thủy nhà ở và từ đường nhà thờ họ. Thì hôm nay thì Xuân sẽ chia sẻ cho các anh chị về vấn đề chuyên về phong thủy nhà ở. Còn về vấn đề từ đường và nhà thờ họ thì xin phép sang buổi sau thì Xuân sẽ chia sẻ sâu sắc hơn. Ở đây thì có anh chị nào đang chuẩn bị làm nhà không ạ? Và cũng đang cần xem về cái tuổi làm nhà hoặc là hướng làm nhà của mình có hợp hay không, hay là xem về cái khuôn đất của mình nó có được, có tốt hay không, là khuôn đất nở hậu hay thóp hậu, là khuôn đất có khí hay là không có khí, đấy là khuôn đất lành hay là khuôn đất dữ, thì anh chị có thể comment ở đây được không ạ? Buổi hôm trước, vâng, anh Hùng ạ, buổi hôm trước thì em có tư vấn, có chia sẻ cho các anh chị về cái phong thủy của ngoài ngôi nhà, tức là về khuôn đất này, về thế đất này, nhất vị nhị thế tam hướng, đấy là ba cái yếu tố đó. Thì buổi hôm trước Xuân cũng đã chia sẻ rồi. Hôm nay Xuân nói qua một chút cho những anh chị nào mà buổi hôm trước không xem dung của Xuân, thì về cái vấn đề về cái khuôn đất trước khi vào trong cái mặt bằng nhà như thế này, thì chúng ta sẽ xem về những cái yếu tố về khuôn đất của mình này, xung quanh khuôn đất đó là có những cái yếu tố gì, về thanh long, bạch hổ, chu tước, hoàn vũ, huyệt vũ có những cái yếu tố gì tốt hay xấu đấy. Và cái thứ hai là khuôn đất đó là khuôn đất như có hình dáng như thế nào, vị trí nào là vị trí tụ khí tốt, vị trí nào là vị trí có nhiều sát khí chẳng hạn, và cái khuôn đất đó rộng thì chúng ta sẽ đặt vị trí nhà ở như thế nào cho nó phù hợp. Ngoài ra thì xét về yếu tố hướng nhà nữa đấy, ba cái yếu tố vị thế hướng kết hợp vào với nhau thì nó sẽ tạo ra cái ngôi nhà của mình là có tốt hay không. Và cái yếu tố tiếp theo là yếu tố quan trọng thứ hai trong phong thủy là cái mặt bằng công năng trong nhà nó có phù hợp phong thủy hay không. Và cái yếu tố này nó sẽ xét về phương diện chung nhất. Còn cả ngoài ra trong cái phương diện chung đó thì chúng ta cũng xét về cái yếu tố của tuổi của chúng ta nữa. Đấy, thì buổi hôm trước nếu mà anh chị nào mà chưa xem được dung của Xuân, thì anh chị mà có muốn tư vấn về cái khuôn đất mình định xây đấy có tốt hay không, mà có phù hợp hay không, và khuôn đất đó là khuôn đất tụ khí hay là khuôn đất thoát khí, thoái vận hay là vượng, thì anh chị có thể liên hệ với Xuân qua số Zalo ở trên nhé. Hôm nay thì Xuân sẽ chia sẻ cho anh chị về cái 4 yếu tố. Thứ nhất là nhà không hợp hướng thì chúng ta nên có những cách hóa giải như thế nào.
Cái thứ hai là phong thủy về phòng thờ đấy, và cách hóa giải về phong thủy phòng thờ. Yếu tố thứ ba là phong thủy phòng bếp, cũng như thế là kèm cách hóa giải đi theo. Yếu tố thứ tư là phong thủy về cầu thang cũng như là nhà vệ sinh, cùng với các cái kích thước lỗ ban như thế nào cho nó phù hợp đối với những người kinh doanh làm ăn buôn bán thì dùng kích thước lỗ ban như thế nào, đối với những gia chủ nào mà làm công viên chức nhà nước hoặc là nói chung là làm trong nhà nước ấy, mà muốn thăng quan tiến chức hay là muốn lên chức thì chúng ta cần chọn những kích thước lỗ ban nào. Ngoài ra thì có những vị gia chủ lại ví dụ như nhà có con một mề chẳng hạn, bây giờ muốn khi mà làm nhà thì lại muốn làm cái phòng ngủ làm sao để cho có thể là lấy một chút sinh khí để tạo ra con trai hoặc là con gái cho mình để có nếp có tẻ chẳng hạn, thì cái đấy thì chúng ta sẽ chọn theo cái kích thước lỗ ban cho nó phù hợp như thế nào nhé. Thì ở buổi đầu tiên thì Xuân sẽ tư vấn về cái hướng nhà không hợp. Ở đây thì có rất nhiều gia chủ chỉ xem về hướng nhà, ví dụ như anh sinh năm 1987 nhưng mà anh làm nhà hướng Tây không biết là có được hay không, anh cũng đang thắc mắc cái vấn đề đấy chẳng hạn. Hoặc là anh sinh năm này nhưng mà nhà anh thì là Đông Tứ Mệnh nhưng mà nhà định làm đấy, nhà phố nó là Tây Tứ Mệnh, và anh đang rất là băn khoăn về cái vấn đề đấy. Hôm nay thì Xuân sẽ chia sẻ cái vấn đề này cho anh chị nhé. Thì đầu tiên như vừa giờ Xuân có nói là trong phong thủy nhà ở nó có câu nhất vị nhì thế tam hướng, có nghĩa là vị trí khuôn đất của chúng ta so với cái hình thế xung quanh ấy nó sẽ như thế nào, so với khuôn đất đó thì nó có phù hợp hay không. Đấy, so với khuôn đất đó thì cái vị trí vị thế xung quanh, ví dụ nhà đồng bằng, nhà vùng núi thì nó cũng có khác nhau về yếu tố phong thủy. Nhà phố và nhà vườn nó cũng sẽ khác nhau về những yếu tố phong thủy chẳng hạn. Hay là phía trước nhà có ao hay là phía sau nhà có ao, đấy cũng là một cái yếu tố trong phong thủy để tụ hướng, tụ khí. Ngày xưa các cụ hay có câu là trước cau sau chuối đấy. Vì sao mà trước lại trồng cau, vì sao mà sau lại trồng chuối? Nó giống như là tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền chu tước, hậu hoàn huyền vũ. Tức là huyền vũ, tức là phía sau nó sẽ phải tượng sơn. Khi mà nhà mà không có sơn thì chúng ta phải giả làm giả sơn. Thì hình như cái vần đấy thì chúng ta sẽ trồng chuối. Chuối nó là những cái loại cây thân 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 thấp ấy, nó có nhiều lá sum suê thì nó giống như là một sơn giả đấy, nó sẽ làm cho chúng ta giữ được cái khí trong ngôi nhà. Còn trước cau thì tức là cái cây cau đấy nó có cái thân thẳng, nó cứ vươn lên như thế thì cái phần khí trong ngôi nhà, phần gió đưa vào trong ngôi nhà sẽ tốt và nó sẽ không bị vướng về những cái phần như thế. Trong ngôi nhà của chúng ta cũng thế, cái phần tiền, phần trước nhà nó phải thông tiền thoáng hậu đấy ạ. Giống như là nhà của chúng ta phía trước mà có những cái bụi cây hay là có những cái vấn đề, ví dụ nhà đối diện nhà hay là phía trước nhà nó có nhiều mái nhà nó đâm vào trong cái ngôi nhà của chúng ta đấy, thì đấy cũng là một yếu tố xấu trong phong thủy. Vậy nên là cái hình thế xung quanh khuôn đất của chúng ta cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Cái yếu tố thứ hai là vị vị ở chỗ đây là khuôn đất, ngôi nhà của chúng ta đặt trên cái khuôn đất đó ở vị trí nào cho nó hợp với phong thủy. Cũng có những cái ngôi nhà mà ở đất của anh là đất là hậu đấy, nhưng mà anh đặt sai vị trí của ngôi nhà ở trên cái khuôn đất là hậu đó, thì cái khuôn đất đó sẽ làm cái ngôi nhà đó sẽ làm ảnh hưởng tới cái khuôn đất của anh, khiến cho ngôi nhà đó sẽ bị mất khí và cái khuôn đất là hậu đó của anh sẽ bị bóp méo đi chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái vị. Còn đầu cuối cùng là hướng đây, Sơn xin tư vấn về cái hướng nhà không hợp. Đối với những cái gia chủ nào mà làm nhà hướng không hợp ấy, mà đất rộng ấy, thì chúng ta có thể mở thêm những cái sảnh phụ phù hợp với hướng tuổi của chúng ta, và cái sảnh phụ đó thì yêu cầu là bằng hoặc là lớn hơn cái cửa chính đó. Thì như thế thì chúng ta sẽ làm giả giả hướng nhé, giống như là giả hướng thì chúng ta sẽ lấy được cái khí tốt ở cái phần sảnh phụ đó cho ngôi nhà của chúng ta. Ngoài ra cái sảnh chính đó cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì tới cái phần khí tụ ở trong nhà của chúng ta. Đối với những ngôi nhà phố, nhà sát nhà thì chúng ta sẽ mở thêm cửa hậu chẳng hạn, và cái cửa hậu đó sẽ không trùng tâm với cửa chính nữa nhé. Thứ hai thì chúng ta sẽ sắp xếp bố cục trong ngôi nhà phù hợp với phong thủy, lấy đa cát thắng tiểu hung. Tức là đa cát ở đây có nghĩa là lấy nhiều thứ tốt trong ngôi nhà của chúng ta để giải hóa những cái phần hướng xấu đó đi. Ví dụ như chúng ta sẽ lấy hướng của phòng bếp, hướng của phòng thờ để lấn át đi cái hướng của
của cửa chính này, bởi vì cửa chính là cái nơi đưa khí vào trong nhà. Nhất vị tọa sinh linh hướng sinh khí, có nghĩa là tọa ngôi nhà có tốt thì con người trong nhà nó mới tốt được. Còn hướng là cái phần đưa khí vào trong ngôi nhà của chúng ta, nếu mà nhà mà không hợp hướng thì có nghĩa là cái khí đưa vào trong ngôi nhà đó sẽ bị ảnh hưởng, lâu dần chúng ta không có những cái biện pháp hóa giải thì lâu dần con người trong nhà sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là về công việc làm ăn hay là về kinh tế của chúng ta cũng sẽ bị giảm sút đi một số. Ngoài ra thì chúng vì thế nên là cái phần hướng nhà không hợp đấy thì chúng ta sẽ lấy phần bố cục trong nhà để lấy đa cát thắng tiểu hung nhé. Vậy đấy là lý do vì sao mà khi mà làm nhà thì chúng ta nhà mà hướng xấu thì chúng ta phải bố sắp xếp và phải lưu ý rất là quan trọng trong cái phần sắp xếp phòng ngủ, phòng bếp và phòng thờ của chúng ta, để sau này là không cần phải dùng những cái vật phẩm hay là không cần phải dùng bùa hay là những cái vật trấn yểm trong ngôi nhà của chúng ta. Thứ ba là chúng ta sẽ chọn ngoài cái việc mà sắp xếp bố cục trong nhà, mở thêm sảnh phụ hay là cửa hậu thì chúng ta sẽ sắp xếp vị trí kích thước lỗ ban. Ở đây là những cái kích thước phong thủy nhá. Kích thước ở đây thì cũng có nhiều vị gia chủ xem bảo là cái cửa nhà anh làm sao mà anh xem trên cái thước này thì nó lại là bị vào cái số đen đấy, anh không hiểu sao như thế nào thì Xuân cũng sẽ tư vấn cho các anh chị ở trong cái này cho anh chị hiểu rõ nhé. Tức là kích thước phong thủy sẽ có 3 loại kích thước. Đối với những cái nhà mà đo kích thước của cửa, cửa là một này, những cái kích thước phong thủy ví dụ như cửa, kích thước cổng, kích thước cửa sổ thì chúng ta sẽ dùng kích thước loại 52,2 cm, tức là cứ 52,2 cm nó sẽ có 8 cung đấy, cung họa, cung bệnh, cung ly, cung tài, cung nghĩa, cung quan, cung cung nghĩa, cung quan, cung họa đấy, thì đấy là những 8 cái cung, cứ 52,2 cm nó sẽ quay về 8 cung đó. Đối với những gia chủ mà đo cái kích thước giống như là kích thước về bàn bếp này, kích thước tủ này, kích thước giường thì chúng ta sẽ dùng kích thước loại 49,2 cm, tức là cứ 49,2 cm thì nó sẽ quay về 8 cung. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái kích thước 38,8 cm thì chúng ta không dùng đến cho nhà, bởi vì đó là kích thước đo về phần mộ. Đấy, đấy là ba cái kích thước lỗ ban đấy thì có rất nhiều vị gia chủ đã nhầm lấy cửa của mình dùng lại kích thước 49,2 chẳng hạn. Hay là nhiều vị gia chủ lại mua phải kích thước 38,8, đo thì nó sẽ hoàn toàn chênh lệch nhé. Cái phần kích thước lỗ ban thì chúng ta cũng có thể xem được ở trên mạng nhé. Trên mạng thì Xuân cũng đã kiểm chứng rồi. Thì cái kích thước đó thì cũng khá là chuẩn. Bởi vì là kích thước 52,2 cm ý, ở ngoài thị trường cũng rất là khó, khó để tìm được cái kích thước đó. Chúng ta phải vào những cái quán vật phẩm phong thủy chúng ta mua thì mới có được cái kích thước 52,2 cm. Còn hầu như là ở ngoài thị trường chỉ bán kích thước 49,2 là đo về nội thất ạ. Nếu mà gia đình nhà mình mà đã làm nhà rồi bây giờ mới biết được những cái vấn đề này mà không kịp mở sảnh phụ, không mở được sảnh hậu, cửa hậu mà không biết là bố cục trong nhà là có hợp với phong thủy hay không, hoặc là cũng không dùng được cái thuật phong thủy nhất vị nhì hướng đấy, thì chúng ta sẽ dùng những cái vật phẩm để lấn át. Ngoài ra thì Sơn xin chia sẻ là cứ nhiều vị gia chủ sẽ xem về cái huyền không vi tinh ấy, tức là cứ 12 năm nó sẽ quay lại một vận, nó sẽ quay lại một sao đấy, thì tùy vào những cái năm của chúng ta thì chúng ta sẽ có những năm thịnh vượng và cũng có những năm bị gặp nhiều hạn. Đấy là cái phần về huyền không nhé. Đối với những gia chủ nào mà đã làm nhà rồi thì chúng ta có thể xem về cái phần huyền không đó để chúng ta hưởng những cái năm tốt để chúng ta có thể mà mở cửa hàng hay là buôn bán làm ăn đấy, tránh được những cái hạn xấu khi mà sao xấu chiếu vào trong nhà của chúng ta. Về đấy là cái vấn đề về nhà mà không hợp hướng. Tiếp theo mà chúng ta cần xem là phong thủy phòng thờ ạ. Ở đây phong thủy phòng thờ thì cũng có những nhiều yếu tố về cơ bản chúng ta có thể xem được luôn. Ví dụ như phòng thờ của chúng ta sẽ đặt ở tọa cát hướng cát chẳng hạn. Đối với những cái gia chủ mà thuộc về đông tứ mệnh, ví dụ nhà mà hướng đông mà những gia chủ về đông tứ mệnh ấy, thì chúng ta sẽ đặt bàn thờ trong nhà của chúng ta sẽ có 8 cung đấy,
Xong đó sẽ có bốn cung xấu, bốn cung tốt. Chúng ta sẽ đặt cái bát trạch đấy lên để xem về cái tám cái cung đấy. Thì chúng ta sẽ đặt phòng thờ của chúng ta, nhà mà hướng đông thì chúng ta sẽ đặt phòng thờ. Có thể nếu mà gia chủ mà đặt phòng khách chung với phòng thờ chẳng hạn, thì nhà phòng thờ dĩ nhiên nó sẽ ở cung đông đấy rồi. Ngoài ra thì nếu mà những cái gia chủ mà phòng khách riêng với phòng thờ ấy, thì những gia chủ mà có hướng đông tứ mệnh ấy, thì chúng ta sẽ đặt nhà thờ phòng thờ tại vị trí cung đông này, cung đông nam này, cung nam hoặc là cung bắc. Và hướng thì dĩ nhiên là sẽ phải quay về hướng tốt. Đối với những gia chủ mà nhà mà hướng xấu thì chúng ta có thể đặt vuông góc với nhà và sẽ hướng theo cái hướng tốt đó. À, ví dụ như nhà gia chủ sinh năm 1987 chẳng hạn. 87 là Đinh Mão. Đinh Mão mà hướng thì là hướng về đông tứ mệnh, thì chúng ta sẽ quay về phòng thờ sẽ đặt tại cung đông này, cung đông nam này, cung nam, cung bắc. Và hướng hướng sẽ theo, một là theo hướng nhà nếu như gia chủ hợp hướng, hai là sẽ là theo cái hướng vuông góc với nhà của chúng ta để lấy tia hướng tốt. Như thế thì tại vì phòng thờ nó là nơi duy nhất tạo ra khí âm cho ngôi nhà để cho phòng âm dương phải cân bằng. Trong phong thủy nhà thì bắt buộc nhà phải có phần âm dương cân bằng. Nói lại một chút là hôm trước Xuân có tư vấn về xem về cái tuổi làm nhà ấy. Tại sao lại xem tuổi làm nhà, lại xem tuổi đàn ông mà không xem tuổi đàn bà? Bởi vì phần phong thủy nhà ở nó sẽ nghiêng về phần dương, mà đàn ông sẽ mang tính dương nhiều hơn là tính âm. Vậy nên là khi làm nhà chúng ta sẽ xem tuổi của đàn ông để lấy cái tuổi đó để làm nhà và làm hướng tốt cho gia chủ để thuận tiện làm ăn trong công việc làm ăn. Vì thế nên là làm nhà chúng ta sẽ chủ yếu về xem tuổi đời đàn ông. Trường hợp mà gia chủ chỉ có nữ thôi thì chúng ta sẽ bắt buộc phải xem tuổi đó là tuổi nữ, bởi vì đó cũng là nơi chúng ta cư ngụ, nên là chúng ta có thể là lưu ý về cái vấn đề đó, về cái vấn đề đó. Nếu mà phòng thờ chung với phòng khách thì chúng ta cần lưu ý là đặt cái cốt nền của phòng thờ sẽ cao hơn cốt nền của phòng khách và những cái phòng khác lên tầm 7 phân. Đấy, đấy là những cái lưu ý. Còn tùy thuộc vào gia chủ, bởi vì là nhiều gia chủ có bàn thờ thấp, nhiều gia chủ có bàn thờ cao. Cái phòng khách đấy nó sẽ bắt buộc là phải có ghế, mà ghế thì cũng có những gia chủ có ghế cao, có những gia chủ ngồi ghế thấp chẳng hạn, thì làm sao mà cái bàn thờ của mình đó, cái chỗ mà bát hương ấy, nó không bị cái đầu của người ngồi ấy là vươn vượt qua cái đầu của người ngồi là được. Tức là cái bàn đầu của người ngồi sẽ không vượt qua cái bát hương đấy của chúng ta. Nhưng mà để chắc chắn hơn thì khi mà làm nhà chúng ta lên cho cái cốt nền của phòng thờ đấy cao ít nhất là 7 phân nhá. Đấy là cũng là một lưu ý. Ngoài ra thì nhiều người, tức là khi mà mình thờ cúng đấy, thì cũng có những người anh em cô bác, cô dì chú bác ở ngoài vào thắp hương, thì nhiều người sẽ không chú ý về việc mà cúi đầu để tạ. Thì cái vấn đề đó thì chúng ta cũng lưu ý được một chút. Khi mà chúng ta cho cốt nền cao hơn ấy, thì cái việc đầu gối của chúng ta gập thì đó là điều đương nhiên, và cái việc đó thì cũng là điều phản xạ tự nhiên. Khi mà chúng ta thấy cái nước cao đấy thì chúng ta sẽ phải cúi xuống, chúng ta nhìn để chúng ta bước lên. Đấy cũng là một lưu ý khi mà chúng ta làm phòng thờ. Nó thứ nhất là nó trang trọng, thứ hai nó đỡ việc phải nhắc người ngoài khi mà vào thắp hương thì phải cúi đầu. Đó. À, yếu tố tiếp theo là phòng thờ sẽ không được phép đè lên giường ngủ hoặc là nhà vệ sinh hay là bàn bếp, và ngược lại cũng là ngược lại, có nghĩa là phòng ngủ, nhà vệ sinh, bàn bếp cũng sẽ không được ở trên chốc cái bàn thờ đấy. Ở đây nhé, phòng thờ của chúng ta có được phép ở trên phòng ngủ, nhưng với điều kiện là phòng vị trí bàn thờ của chúng ta và vị trí giường ngủ sẽ phải so le ra đấy. Hoặc là về cái vấn đề phòng bếp trên chốc phòng thờ có được hay phòng thờ trên chốc phòng bếp có được hay không, hoàn toàn được nhé các vị gia chủ nhé. Với điều kiện là, ở đây là với điều kiện nhé, vị trí bàn thờ sẽ không được nằm trên cái bàn bếp của chúng ta đứng nấu ăn ấy, đứng nấu ăn ấy. Bởi vì là cái hướng bếp chúng ta sẽ suy ra từ vị trí đặt bàn bếp đấy. Bàn bếp là sẽ là tính về cái hướng bếp của chúng ta, chứ không phải là bàn bếp phòng bếp là tính theo hướng cửa đâu ạ. Kể cả phòng thờ cũng thế, thì chúng ta sẽ xét theo vị trí của bàn thờ chứ không phải xét theo vị trí của phòng phòng thờ và vị trí của cái cửa phòng thờ đâu nhá các vị gia chủ nhá. Tức là tất cả phòng thờ có thể ở trên chốc phòng ngủ, ở trên chốc phòng bếp, nhưng với điều kiện vị trí đặt bàn thờ và vị trí giường ngủ cũng như là vị trí đặt bàn bếp phải so le nhau đấy, tức là không được đè lên nhau, và ngược lại nhé.
Tiếp theo là nếu mà bàn thờ và tựa lưng vào cầu thang ở đây có rất là, tức là sẽ Xuân đã đi tư vấn nhiều gia chủ, có nhiều gia chủ bắt buộc đặt phòng thờ sẽ phải tựa vào cầu thang. Đấy là lý, bởi vì thứ nhất là chúng ta sẽ lấy vị vị phòng thờ lấy cái cung tốt và cái hướng nó cũng hướng tốt, nên là đấy là lý do vì sao mà phải đặt phòng thờ tựa vào lưng cầu thang. Cái nơi đó là phòng thờ thì bắt buộc là phải tĩnh để cho cái khí âm nó được tốt. Bởi vì là khí âm mà bị động ấy, thì cái phần khí đó nó sẽ bị tán ra ngoài và nó sẽ làm cho ngôi nhà của chúng ta bị loạn khí. Đấy, loạn khí và cái âm dương nó sẽ bị nhiễu, dẫn đến trong ngôi nhà sẽ bị thoái khí và lâu dần nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Vì thế nên là làm sao để phòng thờ phải tĩnh càng tốt, càng ít đi lại càng tốt, và giữ vệ sinh phòng thờ thật là tốt nữa, thì cái phần khí âm đấy nó sẽ được cân bằng và nó sẽ được tĩnh. Đấy, nó là một khí âm tốt, khí âm sạch. Đấy là lý do vì sao mà khi mà làm nhà xong chúng ta phải thắp hương, hoặc là chúng ta phải thắp đèn sáng ít nhất là 3 tháng 10 ngày. Đấy, để cho tạo ra những cái khí âm, khí nóng trong ngôi nhà của chúng ta, để tạo ra phần âm dương cân bằng. Chứ không mà nhà thì dương thịnh âm suy nó cũng không tốt, mà nhà mà âm thịnh dương suy nó cũng không tốt. Bắt buộc trong phong thủy tất cả mọi thứ phải cân bằng với nhau. Đấy, có âm thì phải có dương, đấy, có trên phải có dưới, đó, giống như là ngũ hành ấy, trên bàn thờ của chúng ta phải có đầy đủ ngũ hành, chứ không phải là anh mệnh hỏa thì anh cứ làm cái gì cũng gỗ, anh kiêng những cái phần mà cho mệnh kim đi đấy, bởi vì làm hoặc là anh kiêng những cái phần cho mệnh thủy đi, thủy với hỏa nó khắc nhau lắm, anh không muốn bàn thờ của anh có dính dáng gì đến nước chẳng hạn. Đấy, nó làm ảnh hưởng đến cái vận khí của anh, hoàn toàn là sai nhé các vị gia chủ nhé. Bởi vì là trong trên cái phòng thờ của chúng ta ấy, vị trí đặt bàn thờ của chúng ta phải có đầy đủ ngũ hành, tức là kim mộc thổ hỏa thủy. Kim ở đây là giống như là nếu gia chủ dùng bàn thờ bát hương bằng đá chẳng hạn, hoặc là bát hương bằng sành sứ đấy, thì đấy là đại diện cho kim. Mộc thì là có nghĩa là cái bàn thờ của chúng ta bắt buộc là phải là gỗ rồi. Đấy, thủy là rượu hoặc là nước, nước trắng đấy. Đấy 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 là cái ví dụ như Xuân nói là đầy đủ, phải có ngũ hành đầy đủ ở trên đó, kim mộc thổ hỏa thủy, chứ không phải là cứ thấy hoặc là ví dụ như gia chủ mà mệnh mộc chẳng hạn, làm bàn thờ của chúng ta có nhiều cái mộc thì nó sẽ bị thoái hóa đi những cái phần đó, thì cái phần cân bằng nó sẽ tự động bị loạn đấy, và những cái phần đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta rất nhiều. Bởi vì khi mà thờ cúng ấy, trong phong thủy thờ cúng thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe là một, hạnh phúc của gia đình là hai, còn cái việc làm ăn đó nó cũng sẽ có ảnh hưởng một chút nhưng nó không nhiều, quan trọng nhất là nó sẽ ảnh hưởng về sức khỏe của chúng ta. Vậy nên là khi bàn thờ của chúng ta cũng phải có đầy đủ ngũ hành. Trong nhiều gia chủ bảo là tâm thành, thì đúng là tâm thành thì Xuân không bao giờ phủ nhận cái vấn đề đó, nhưng mà trong bài cúng của chúng ta khi mà chúng ta khấn lễ đấy, chúng ta cũng phải đầy đủ tâm, và chúng ta cũng phải khấn lễ làm sao cho chỉnh chu, chứ không phải là cứ thắp hương lên xong bảo mời các cụ về hưởng lộc đấy, như thế là không, cũng không đúng đâu ạ. Phòng thờ không được mở bốn cửa, ở đây cũng có nhiều vị gia chủ nhầm lẫn cái vấn đề này là để phòng thờ có nhiều cửa. Thì Sơ xin tư vấn là bốn cửa thì đầu tiên về cái về phòng trường sinh và sinh mạnh lão tử đấy ạ. Có nghĩa là chúng ta sẽ khi mở bốn cửa đó thì chúng ta sẽ vào cửa tử, nó sẽ yếu tố xấu về phong thủy nhà ở. Thứ hai nữa là nhà mà có phòng thờ nó có bốn cửa thì cái phần phần như Xuân nói đấy, cái phần khí âm ấy và cái phần khí âm trong ngôi nhà nó sẽ bị loạn, và cái phần khi mà nhiều cửa thì dĩ nhiên là sẽ có phải có nhiều ánh sáng rồi, và phòng thờ thì chúng ta càng để tối bao nhiêu thì càng tốt với nhiều đấy. Khi mà phòng thờ chúng ta mở nhiều cửa quá thì cái phần ánh sáng nó sẽ đi chiếu vào phòng thờ, khiến cho phòng thờ sáng thì nó sẽ không tĩnh được, mà không tĩnh được thì dĩ nhiên là khí âm nó sẽ không tạo ra được. Tiếp theo là phòng thờ cần phải tĩnh và không để đèn quá sáng đấy, nhưng vào giờ Xuân nói đấy, không để đèn quá sáng. Trong phòng thờ thì chúng ta lên để đèn vàng hoặc là ánh đèn đỏ, nhưng mà ánh đèn màu ấy, để tạo ra những cái phần, thứ nhất là phần trang trọng cho phòng thờ, và thứ hai thì sẽ tạo ra được những cái phần khí âm cho ngôi nhà của chúng ta, và không bị loạn khí. Phần tiếp theo, ngoài ra thì chúng ta cũng về cái kích thước lỗ ban ấy, thì chúng ta cũng sẽ đặt
bàn thờ với kích thước lỗ ban phù hợp nhé. Ví dụ như bàn thờ 1m97, rộng 97 mà dài rộng 97, còn dài thì 1m07 chẳng hạn. Đấy cũng là một phòng thờ rất là tốt. Ở đây có vị gia chủ nào phòng thờ vừa rồi như Sơn nói không ạ? Có phòng thờ có vị trí bàn thờ tương ứng như vừa rồi Sơn nói ạ. Hầu như trên phòng thờ sẽ chỉ là cao sẽ là 1m07 hoặc là 97 phân. Đấy, và dài thì sẽ là 1m07 này, 1m27 này, 1m47, 1m67 hoặc là 1m97. Còn rộng thì sẽ là 97 hoặc 1m07 hoặc 1m27 đấy. Nếu mà các vị gia chủ thông tin thì có thể đo lại phòng thờ, bàn thờ nhà mình xem có đúng như thế không nhé. Tiếp theo về phong thủy phòng bếp ạ. Phòng bếp rất nhiều vị gia chủ lại nghĩ là bếp là phải theo hướng của vợ, bởi vì chỉ có vợ đừng nấu ăn thôi thì bếp nó phải theo hướng của vợ chứ không phải là theo hướng của chồng. Xuân xin đính chính lại nhé, bếp sẽ theo hướng của chồng, bởi vì bếp đại diện cho người vợ nhưng phải theo hướng của chồng để cho vợ chồng thuận hòa và làm ăn suôn sẻ, và mọi vấn đề trong gia đình, hạnh phúc trong gia đình đều sẽ thuận lợi. Nếu mà bếp mà đại diện cho vợ, đại theo tuổi vợ rồi, mà trong phong thủy bếp nó đại diện cho khí hỏa, khi mà bếp theo tuổi vợ thì cái phần khí hỏa của vợ nó sẽ được nâng lên rất nhiều, khiến cho người phụ nữ trong gia đình sẽ bị nóng tính đấy, và sẽ không kiềm chế được bản thân khi mà nói chuyện, hoặc là trong gia đình có cãi vã đấy thì người vợ nó sẽ không kiềm chế được bản thân, cái tính nóng của mình nó nổi lên, mà tính nóng của mình nổi lên thì ngoài ra cái khí nóng đó sẽ bị ảnh hưởng khi mà người vợ nấu ăn. Vậy nên là bắt buộc phải theo tuổi, theo theo hướng của chồng để cái phần khí hỏa đó nó giảm tải đi cái cung xấu cho gia chủ nhé. Vậy nên là bếp sẽ theo tuổi chồng, bếp là đại diện cho người vợ nhưng theo tuổi của chồng để cho vợ chồng hòa thuận, và cái khí hỏa đó nó sẽ lấn át được một trong bốn cái cung xấu cho ngôi nhà chúng ta khi mà bếp sẽ đặt ở vạn hung hướng cát đấy. Vấn đề ưu tiên trong phòng bếp sẽ là đặt tại tạo hung hướng cát nhé. Vì sao bếp lại đặt tạo hung hướng cát? Như vừa giờ Xuân có tư vấn là bếp đại diện cho hỏa, mà cái khí hỏa đấy nó sẽ thiêu cháy đi một phần nào cái phần nóng tính, phần khí xấu, khí bệnh, phần cung xấu, cung bệnh cho ngôi nhà của chúng ta. Vì thế nên là nếu bếp đặt được ở cung xấu ấy thì cái phần cung xấu đó lại sẽ trở lên trung tính, nó không tốt mà nó sẽ cũng không xấu. Vì thế nên là chúng ta sẽ giảm tải đi được một phần khí xấu cho ngôi nhà của chúng ta nhé. Vậy nên là nếu mà đặt được bếp tại tạo hung hướng cát là một điều rất là tốt cho các vị gia chủ. Ví dụ như gia chủ mà nhà hướng đông tứ mệnh, mà tuổi cũng là đông tứ mệnh rồi, thì chúng ta sẽ đặt bếp ở tây tứ mệnh. Nhà mà hướng đông thì chúng ta có thể đặt bếp ở hướng vị trí cung tây, hay vị trí cung đông bắc, hay vị trí cung tây bắc, hay là vị trí cung tây nam chẳng hạn. Đấy, đấy là bốn cung trong cái nhà của chúng ta theo cái phong thủy bát trạch nhé. Ngoài ra nếu mà chúng ta sắp xếp không thể theo được, không thể nào mà đặt bếp được ở cung xấu đó, thì chúng ta cũng có thể đặt bếp ở tọa cát hướng cát. Nhưng theo phong thủy bếp thì phải theo hướng tốt của gia chủ, thì cái vấn đề hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc con cái trong gia đình, nói chung là vấn đề về về mái ấm của gia chủ ấy, nó sẽ bền, nó sẽ tốt đấy. Ngoài ra vị trí bếp như vừa giờ tôi Sơn vừa nói là vị trí bàn thờ đấy, thì tương tự như thế, vị trí bếp sẽ không đè lên giường, tức là vị trí bàn đây, đây chính là vị trí bàn bếp của chúng ta, sẽ không được đè lên cái giường ngủ. Nếu mà đè lên giường ngủ thì cái người ngủ ở trên cái giường đó sẽ có hiện tượng bị bóng đè, hoặc là tâm sẽ không an khi mà ngủ trên giường đó, và bàn bếp này cũng không đè lên bàn thờ, nhà vệ sinh, và ngược lại, tức là nhà vệ sinh vị trí bồn, nói chung là nhà vệ sinh của chúng ta sẽ không được đè lên cái vị trí bàn bếp này, giường ngủ cũng sẽ không được đè lên cái bàn bếp này đấy. Các vị gia chủ xem lại xem nhà mình ở cái giường ngủ hay là nhà vệ sinh hay là bàn thờ có bị đè lên bếp này không nhá. Nếu như đè lên bếp thì chúng ta cần phải di chuyển một trong, có thể là di chuyển giường ngủ, có thể là di chuyển bàn thờ. Bàn thờ thì chúng ta cần phải tĩnh, nhưng mà trong cái trường hợp mà khi mà bàn thờ này nó đè lên bếp ấy, thì bắt buộc chúng ta phải di chuyển lại cái vị trí bàn thờ đó đi, và chúng ta sẽ phải chọn ngày tốt, giờ tốt để chúng ta di chuyển nó. Tiếp theo là bàn bếp sẽ không đối tâm với bàn thờ. Nhiều gia chủ thì để bàn thờ ở dưới tầng 1 và bếp cũng để dưới tầng 1, và đây ví dụ như này Xuân có
Đây 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 là một ví dụ nhỏ nhá, tức là bàn thờ thần tài của một gia chủ đây đặt đúng vào cái vị trí hướng bếp đây, có nghĩa là cái vị trí bàn thờ và vị trí hướng bếp nó bị đối xứng với nhau, như thế thì này nó sẽ bị xung hoãn hướng, bởi vì là đây thì giống như là bàn thờ thì nó đại diện cho tổ tiên gia tiên và thần linh thổ địa, còn bàn bếp thì nó lại đại diện cho ông công ông táo, và đấy nó cũng là một cái vấn đề rất xấu trong phong thủy. Vậy nên là khi mà chúng ta làm đặt bàn thờ và bàn bếp mà đối xứng nhau như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu trong cái phong thủy nhà ở. Thứ nhất là vận khí nó sẽ bị giảm xuống. Thứ hai mà khi mà chúng ta ở nhà lâu thì chúng ta sẽ không thể làm ăn được. Đấy, bởi vì những cái này nó sẽ bị lấn át đi, thần và thánh nó bị đối xứng với nhau như thế thì nó sẽ lấn át đi rất nhiều. Và thứ ba nữa là cái phần vận khí cho ngôi nhà sẽ bị thoái hóa dần và lâu dần sẽ bị suy vận. Đấy. Nên là chúng ta sẽ phải lưu ý về cái phần này nhé. Các vị gia chủ hãy xem nhà mình có bị như thế không. Nếu mà bị thì chúng ta cần phải di chuyển phòng thờ đi ạ. Đấy, phòng bếp thì không thể vị trí bàn bếp thì không thể di chuyển được rồi đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ có thể di chuyển được bàn thờ thôi. Và vị trí bàn thờ chúng ta làm sao mà đặt lịch cái vị trí bàn bếp này ra là được ạ. Thì khi đó thì chúng ta sẽ không phải lo cái vấn đề hướng bếp hướng thờ. Kể cả ở trên này, trên tầng 2, ví dụ như bếp ở dưới tầng 1 đây, trên tầng 2 là phòng thờ, và cái vị trí bàn thờ này đúng là cái vị trí bàn bếp này thì nó rất là xấu trong phong thủy ạ. Đấy, vậy nên chúng ta phải di chuyển làm sao mà vị trí bàn thờ và bàn bếp này nó so le nhau nhá, không đối tâm mà cũng không được đè lên luôn, chứ không phải là không đối tâm đâu, không được đè luôn ạ. Nếu mà bếp tựa vào nhà vệ sinh đấy, ở đây cũng có nhiều vị gia chủ đặt bếp tựa lưng vào nhà vệ sinh như thế này ạ. À, tựa lưng vào nhà vệ sinh nhá. Ví dụ như cái tường ở đây, vị trí bếp đây và cái ngay sau bức tường này là một nhà vệ sinh chẳng hạn. Đấy, hoặc là ngay sau bức tường này là giường ngủ. Đấy, hay là sau cái bức tường đặt bàn bếp này nó là một cái cầu thang hay là một cái phòng thờ. Đấy thì chúng ta phải lên sẽ xây cái tường này sẽ phải là tường 20 chứ không phải tường 10 đâu nhá. Nó giống như là một cái tấm bình phong ấy. Cái tường 20 đấy nó sẽ giống như một tấm bình phong. Nó trấn áp đi những cái phần khí độc, khí xấu ảnh hưởng tới những cái phòng bên cạnh. Ví dụ bếp này chúng ta là khí hỏa chẳng hạn, khi mà chúng ta làm tầng 2, tầng 10 thì nó chỉ là một cái vấn đề nhỏ, nó sẽ làm rung động và nó sẽ làm khí ảnh hưởng rất là nhiều cho cái phòng ngủ hoặc là phòng bếp hay là nhà vệ sinh hay là phòng thờ đấy, thì chúng nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy nên khi mà chúng ta làm bếp ở đây mà đối phía bên cạnh cái tường đây mà có nhà vệ sinh hay là phòng ngủ hay phòng thờ thì chúng ta sẽ làm tường 20 nhé, để không bị mất khí cũng như là không bị làm động những cái khí trong từng phòng đó. Ở cái vị trí phòng bếp này có anh chị nào muốn hỏi Xuân về cái hướng bếp này nữa không ạ? Ví dụ bếp nhà mình nó có vấn đề gì thì anh chị có thể hỏi Xuân ở trong cái buổi Zoom này, thì Xuân sẽ tư vấn luôn cho anh chị nhé. Ngoài lề một chút, ở đây có anh chị là đang chuẩn bị làm nhà không ạ? Nếu anh chị nào đang chuẩn bị làm nhà mà muốn xem hướng nhà hay là xem tuổi làm nhà có hợp hay không đấy, thì anh chị có thể comment ở đây thì Sơn sẽ tư vấn luôn cho anh chị một chút nhé, để chúng ta coi như là giải lao, chúng ta giao lưu một chút để chúng ta đi tiếp sang các vị trí phòng phòng tiếp theo ạ. Vâng, anh Hùng ạ. Dạ. À, anh cũng sinh năm bao nhiêu ạ? Anh Hùng sinh năm bao nhiêu và hướng nhà khuôn đất của mình định làm là hướng nhà hướng nào đấy ạ? 1990 canh ngọ ạ. Dạ vâng ạ. 1990 canh ngọ. Và hướng nhà của anh năm tới anh muốn làm là hướng nào ạ? Anh muốn làm luôn trong năm nay không ạ? Năm canh năm Quý Mão không ạ? Năm nay anh Hùng làm nhà cũng rất là đẹp đấy ạ, bởi vì là anh được tuổi làm nhà đấy ạ. Vâng. Vâng, 1990 thì một chín chín mươi đúng không ạ?
95, 94, 93, 92, 91, 90 là Khảm Thủy. Thì anh làm nhà hướng Đông cũng rất là tốt đấy ạ. Vì Khảm Thủy là Đông tứ mệnh mà. Thì anh có thể làm nhà hướng Đông, hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông Nam. Thì vị trí hướng nhà của anh là hướng Đông thì cũng rất là tốt. Thì sau anh có thể tháng 6 ạ. Dần, thứ sử Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi. Tháng 6 là tháng Mùi đúng không ạ? Tháng Mùi làm cũng tốt đấy anh ạ, bởi vì tháng Mùi với tuổi Ngọ của anh làm cũng rất là tốt. Anh sẽ chọn là ở đây tôi xin lưu ý một chút với các vị gia chủ, nếu mà chọn ngày để làm những cái việc tốt ấy thì chúng ta nên chọn những cái ngày từ 15 âm trở về trước, từ mùng 1 tới 15 âm, hoặc là từ mùng 1 đến 20 âm thì cũng có thể là làm được. Bởi vì từ 20 trở đi thì nó giống như những cái ngày tận ấy, những ngày tận đó chúng ta làm việc thì nó cũng sẽ rất là khó, dù là tốt đến mấy hay tốt bao nhiêu. Thì nếu mà chọn được từ ngày mùng 1 tới 20 chúng ta chọn được cái ngày nào tốt ấy thì chúng ta nên làm, còn từ 20 đổ về thì hạn chế thôi nhá. Cũng làm được thôi ạ. À, cũng làm được, nhưng mà chúng ta nên hạn chế những cái ngày ví dụ 28, 29, 30, đấy là những cái ngày tận thì chúng ta hạn chế làm. Rồi anh Tâm 1984 Giáp Tý thì là mệnh kim rồi. Mệnh kim thì anh có định làm nhà trong năm nay không? Nếu mà làm trong năm nay thì tưởng anh không làm được đâu ạ. Anh phải mượn tuổi ấy ạ. Anh Tâm định làm nhà hướng nào đấy ạ? Hướng Nam ạ. 1984, 86, 84, 86, 85, 84. Đạt thẳng cân chân tốn mi khôn đoài kim ạ. Anh thì thuộc khỏe mệnh đoài kim ạ. Đoài kim thì sẽ là hướng Tây. Hướng của anh thì nó cũng không được hợp hướng. Nhà hướng Nam thì anh có thể mở thêm sảnh phụ hoặc là cửa phụ ở hướng Tây anh nhé. Và cái vị trí phòng bếp và phòng thờ thì mình cũng nên làm theo hướng Tây sẽ tốt hơn. Đấy, còn nếu mà anh muốn tư vấn chi tiết thì anh kết bạn Zalo với em thì em sẽ tư vấn chi tiết về cái công năng trong nhà cho anh, sao cho nó hợp lý với phong thủy của nhà mình. Ở đây có anh chị nào chuẩn bị làm nhà không ạ? Anh 84 thì năm nay anh phải mượn tuổi ấy nhá, còn nếu mà không thì anh phải đợi tuổi để làm nhà, còn nếu mà mượn được tuổi thì cũng là phần tốt đấy ạ. Thực ra như hôm trước Xuân cũng chia sẻ trong cái buổi Zoom ấy, không phải mượn tuổi làm nhà là xấu đâu ạ, mà cũng không phải mượn tuổi làm nhà là cái mình không làm ăn được đâu ạ. Tức là khi mà mượn tuổi làm nhà chúng ta sẽ mượn giống như là chúng ta làm mượn cái người đúng là làm lá chắn cho chúng ta đấy. Bởi vì sao, khi mà làm nhà chúng ta cần phải xem tuổi đấy có hợp, có động thổ được trong năm nay hay không. Tức là cái tuổi đấy mà gặp vào những cái hạn, ví dụ như hạn trạch tuổi đấy, trong phong thủy nó là làm nhà chủ trạch vận tứ niên mà phúc đức bảo lộc phú thọ yên. Nếu mà gặp được trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc thì làm nhà vừa được cái phú quý, vừa được cái tuổi thọ, vừa được cái an yên đấy. Nếu gặp bại hư khắc quỷ thì đấy là sát chủ hợp thế hiền, thì gặp những cái trạch trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử chẳng hạn thì vừa sát chủ vừa ảnh hưởng đến vợ con của chúng ta. Thì cái tuổi 84 của anh thì năm nay sẽ không làm được đâu anh nhé, bởi vì là anh phạm vào trạch xấu. Còn cái tuổi 90 năm nay thì làm được anh Hùng ạ. Thì anh động thổ vào tháng 6 cũng rất là đẹp đấy ạ. Nó cũng là hợp tháng tuổi của mình, hợp với cái tuổi của mình đấy ạ. Anh Hùng cảm ơn em ạ. Em cảm ơn. Đấy thì chúng ta, còn anh chị nào muốn hỏi hỏi chi về cái vấn đề phong thủy nhà mình nữa không ạ? Vâng, anh chị nào hỏi thì cứ comment ở đây Sơn sẽ tư vấn luôn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phong thủy phòng bếp rồi nhé. Tiếp theo về phong thủy phòng thờ này, phòng bếp này. Đây này. À, phòng ngủ. Đây, tiếp theo là phong thủy về phòng ngủ. Cái này cũng có nhiều vị gia chủ bảo là làm sao mà anh ngủ anh cứ bị bóng đè ấy, không hiểu vì sao, khó ngủ lắm. Mà cái thứ hai đó là ngủ nó không yên tâm, toàn bị thức về đêm thôi. Không biết là có vẻ ảnh hưởng là do phong thủy nhà hay không em ạ. Thì hoặc là không biết là giường của anh nó có phải là do giường nó không hợp hướng hay không. Thì giường không hợp hướng cũng là một yếu tố trong phong thủy phòng thờ, à phòng ngủ. Đấy. À, nếu mà trong phong thủy phòng ngủ chúng ta mà lấy cái giường mà nó hợp với hướng thì cũng là một yếu tố rất là tốt.
Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cần phải xem những cái yếu tố như sau. Ví dụ như trong phong thủy phòng phòng ngủ của chúng ta thì chúng ta lại không phải là xếp theo chủ nhà nhé, mà chúng ta sẽ xếp theo những cái thành viên ngủ trong cái phòng đó. Ví dụ như vợ chồng thì chúng ta sẽ xếp theo tuổi của chủ nhà rồi, nhưng mà con cái thì chúng ta phải xếp theo những cái tuổi của con chứ không phải tuổi của chủ nhà đâu ạ. Ví dụ như anh sinh năm 87 nhưng con anh sinh năm 2004 chẳng hạn, thì anh phải xem tuổi phòng ngủ của con anh theo 2004 đấy nhá. Còn cái hướng giường đấy là sẽ theo phòng theo theo cái hướng của từng thành viên trong gia đình đó. Đấy, nếu mà hướng giường không hợp thì cũng là một yếu tố mà chúng ta không thể làm mà di chuyển được, bởi vì là từ giường chúng ta phải tránh về cái cửa phòng ngủ đó. Thứ hai là chúng ta còn phải xét về cái cửa sổ. Cái yếu tố thứ ba là chúng ta phải xét về cái nhà vệ sinh đối, nếu như mà phòng ngủ chúng ta là phòng ngủ khép kín chẳng hạn. Đấy, nên là cái vấn đề về hướng phòng ngủ đấy nó cũng là một yếu tố rất là khó khi mà chúng ta sắp xếp phong thủy. Đấy, nếu mà nhà mà chúng ta không hợp hướng giường chẳng hạn, nhưng mà chúng ta lại có một cái đầu giường rất là vững chắc tựa vào tường, và phía sau tường đó nó không có một cái gì ngăn cản, không phải là tựa vào cái vị trí bàn thờ, không phải là tựa vào cái vị trí bàn bếp, cũng không phải tựa vào cái bồn vệ sinh, thì đấy cũng là một yếu tố rất là tốt đấy. Chúc mừng anh chị nếu mà anh chị có cái đầu giường tựa không tựa vào những cái vấn đề đó, thì đó cũng là một yếu tố rất là tốt trong phong thủy. Còn cái hướng giường mà không hợp thì đó là một cái yếu tố cũng không phải là xấu quá trong phong thủy đâu ạ. Nếu mà hướng giường không hợp thì chúng ta có nhiều cách hóa giải lắm ạ. Quan trọng là cái dựa trong phòng của chúng ta nó có thuận lấy, giống như vừa rồi Sơn nói là có lấy được cái đa cát đấy thắng tiểu vung không, tức là có lấy những cái vị trí phong thủy tốt trong phòng ngủ đó thì thắng được cái hướng giường hay không thôi ạ. Đấy, nếu mà đặt được phòng ngủ tại tọa cát hướng cát đó là một điều cũng rất là tốt. Ví dụ anh chị nhà hướng tây tứ mệnh mà phòng ngủ của anh chị mà đặt được ở cung tây hoặc là cung tây bắc hay là cung tây nam hoặc là cung đông bắc thì cũng là rất địa đồ một điều rất là tốt. Vì trong phong thủy nó là nhất vị như thế mà. Vị tốt tức là vị trí phòng ngủ tốt thì cái thế ngủ, tức là cái giường ngủ của chúng ta, hướng ngủ của chúng ta có tốt hay không thì cũng không vấn đề gì nhiều nữa. Đấy, ra là chúng ta sẽ không đặt đầu giường tựa vào cửa sổ nhé. Ở đây có nhiều Xuân cũng gặp khá nhiều trường hợp anh chị để đầu giường tựa vào cái cửa sổ đấy, nhưng ở đây Xuân cũng lưu một chút chút nha, nếu như mà cửa sổ của chúng ta có cái vị trí tường ấy nó cao hơn so với cái đầu giường đó thì chúng ta cũng có thể tựa được nhé, bởi vì cái phần đầu giường đó nó cũng một phần vững chắc. Nhưng mà nếu mà cửa sổ mà nó thấp hơn cái vị trí kê giường đó thì chúng ta cũng không nên kê đâu ạ, bởi vì như thế thì chúng ta sẽ tạo bị cái cảm giác mà tâm không an, tức là chúng ta sẽ bị nóng lòng hoặc là nóng tính, hay là khi mà chúng ta ngủ chúng ta sẽ không yên tâm, trong cái giấc ngủ chúng ta không sâu được đấy. Vậy nên là cái đặt đầu giường thì chúng ta không nên để tựa vào cái cửa sổ với điều kiện cửa sổ mà thấp hơn so với cái giường ngủ đó. Thứ hai là chân giường không đạp vào bàn bếp hoặc là bàn thờ. Ở đây cũng có nhiều vị gia chủ mà khi mà ngủ ấy thì chân giường của chúng ta sẽ hướng về cái vị trí bàn bếp hoặc là hướng về vị trí phòng thờ đấy, thì đó gọi là đạp đấy ạ. Thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn với vị trí ngủ của chúng ta. Thứ nhất là khi làm như thế chúng ta dễ bị bóng đè. Thứ hai là cái phần đạp như thế nó sẽ bị mất đi cái phần khí tốt trong phòng thờ và phòng bếp, lâu dần thì ngôi nhà sẽ bị thoái khí đấy, sẽ ảnh hưởng rất là xấu trong phong thủy. Vậy nên là chúng ta cũng nên xem là khi chúng ta ngủ thì cái chân nó có bị hướng vào phòng thờ hay là vào vị trí bàn thờ hay vị trí bàn bếp không nhá. Nếu mà hướng thì chúng ta cũng nên dịch chuyển vị trí phòng giường ngủ đó đi. Thứ hai là giường ngủ thì không được đè lên bàn bếp, nhà vệ sinh, bể phốt hoặc là bàn thờ, cũng như ngược lại. Vừa rồi Sơn cũng nói đấy, là không được đè lên bàn bếp. Khi đó thì chúng ta sẽ bị bóng đè đấy, và giấc ngủ sẽ không sâu được đấy, chúng ta cần di chuyển vị trí phòng ngủ nó đi. Ngoài ra là cái phần cửa phòng ngủ sẽ không đối tâm với các cửa khác hoặc là không đối tâm với bàn bếp, bàn thờ và cầu thang. Ở đây là đối tâm, tức là hai cửa phòng ngủ mà đối diện nhau thì cũng làm thoát khí được rất nhiều. Trong phong thủy có câu người đi thì khí theo, tức là khi mà chúng ta đi đến đâu thì khí nó sẽ đi theo đến đó, và cái phần khí đó có tụ được hay không
là do cái phần cửa, ví dụ chúng ta đi qua cửa này cửa khác mà hai cửa nó đối tâm nhau thì làm gì có phần để giữ khí lại được, đúng không ạ? Vậy nên khi mà nhà mà có cửa đối tâm đấy thì chúng ta cần hạn chế mở một cửa, hoặc là chúng ta sẽ dùng một vật phẩm, đó chính là cái đồng tiền nữ đế, tức là lấy 6 xuyên xuân tiền vào cái chỉ đỏ đó thì chúng ta sẽ treo ở trước cửa phòng. Với những cái phòng đối tâm đó thì chúng ta dùng những cái đồng tiền nữ đế đó thì chúng ta sẽ treo, thì cái phần khí nó sẽ giữ được ở trong phòng của chúng ta. Đối với nhà mà có hai phòng ngủ đối diện nhau như thế thì chúng ta nên dùng cái đó này để trấn yểm đi ạ. Còn trong thiết kế nhà của Kisato thì lúc nào dù có hai cửa như thế này thì chúng Xuân luôn luôn lưu ý với các kiến trúc sư là sẽ hợp với công năng sử dụng đấy, nhưng chúng ta nên cho lệch nhau ít nhất là tầm 5 đến 10 phân. Như thế thì cái phần khí nó sẽ đọng lại trong phòng của chúng ta và sẽ làm cho luân chuyển khí mới và giải tỏa được đi cái phần khí cũ, cũng như là giải tỏa được đi những cái phần sát khí cho các phòng. Tiếp theo ạ, phong thủy cầu thang ở đây cũng có nhiều vị gia chủ làm nhà tầng nên là cái phong thủy cầu thang này cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Tức là chúng ta sẽ đặt cầu thang theo số lẻ theo cái phòng trường sinh của chúng ta. Ở đây thì ở trên mạng có rất là nhiều vị gia chủ lại đặt bảo là ở trên mạng nó là sinh lão bệnh tử, nhưng thực tế là vòng trường sinh ở đây nó thuận theo tự nhiên. Tự nhiên thì cái phần bệnh đấy, còn cái phần bệnh đó thì nó lại theo về cái nhân tạo đấy ạ. Tức là bệnh nó sẽ là truyền từ người sang người, sẽ truyền từ khi mà chúng ta ăn thực phẩm các thứ đó, nó ảnh hưởng thì sức khỏe chúng ta thì đó là cung bệnh, chứ không phải ai sinh ra cái đã già đi được luôn đấy, đúng không ạ? Mà già đi thì làm sao mà bệnh được nữa ạ? Mà sinh lão bệnh ạ. Vì thế là cái vòng trường sinh nó là sinh mạnh lão tử, tức là khi mà chúng ta sẽ sinh ra chúng ta sẽ phải lớn lên khỏe mạnh. Ở đây là có một chữ mệnh nữa, tức là tùy vào mệnh của từng người, có những người sinh ra lớn lên khỏe mạnh nhưng có người những người sinh ra thì bị ốm yếu đấy. Đấy là tùy theo vậy theo cái mệnh của từng người, nhưng mà hầu như là sẽ sinh ra và lớn lên khỏe mạnh, sau đó mới già đi và cuối cùng là chết. Đấy là theo cái vòng trường sinh tự nhiên. Còn nếu mà theo cái sinh bệnh lão tử ấy thì sinh ra cái làm sao mà mắc được bệnh, đúng không ạ? Sinh ra thì chúng ta phải lớn lên mà, thì cái vòng này sẽ theo cái cầu thang. Vì thế nên là sẽ có cầu thang là số lẻ, vì thế nên có cầu thang 30, 23 bậc chẳng hạn. Nhiều vị gia chủ bảo là 23 bậc nó vào cung bệnh rồi em ơi, anh không làm cái cầu thang 23 bậc đâu đấy. Nhưng mà tại sao ở trên mạng lại là sinh bệnh lão tử nhưng mà vẫn có tư vấn cho chúng ta là 23 bậc? Đấy là lý do mà chúng ta cảm thấy rất là bị mâu thuẫn, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là sinh mạnh lão tử khi mà 23 bậc nó sẽ vào chữ lão nhá. Đấy, đấy là có nhiều vị gia chủ bảo là anh xem trên mạng nó là sinh bệnh lão tử anh không biết, nhưng mà cầu thang 23 bậc là anh không làm. Đấy là vị gia chủ đấy thấy số xấu nên là không làm thôi, 23 bậc cảm giác nó xấu thôi, chứ thực ra là 23 bậc nó vào cung lão ấy ạ, chứ không phải là cung bệnh đâu ạ. Đúng là không phải vào là cung bệnh đâu ạ. Gọi là vòng trường sinh, tức là thuận theo tự nhiên nhé các vị gia chủ nhá. Ở đây là sinh ra này lớn lên khỏe mạnh này, hoặc là sinh ra sẽ theo mệnh của chúng ta, là có người sẽ sinh ra sẽ mắc những cái bệnh bẩm sinh đấy, có những người sinh ra thì lớn lên khỏe mạnh bình thường sau đó mới già nua rồi mới chết chóc, cũng như cây của chúng ta cũng thế. Cây thì lớn sinh ra sau đó là lớn lên mới bị héo úa rồi mới chết được, chứ không phải là tự nhiên sinh ra mà bị bệnh luôn xong rồi sinh ra già luôn xong rồi chết, có bệnh xong mới chết được đâu ạ. Tiếp theo là cầu thang không đối tâm với cửa chính hoặc là cửa phụ. Ở đây có nhiều vị gia chủ mở sảnh phụ và cái chỗ sảnh phụ đấy lại đúng đúng vào cái nhà vệ sinh. Không phải, cái sảnh phụ đấy lại đúng vào cái cầu thang của chúng ta, và chúng ta không lưu ý được là cái phần cầu thang, và cũng không thể làm mà xác định được tâm cầu thang nó như thế nào. Ở đây thì Xuân sẽ chia sẻ cho các vị gia chủ nhá. Cầu thang sẽ có hai tâm. Thứ nhất là sẽ tâm của người đi lên, tức là cái tâm của bậc cầu thang ấy. Thứ hai sẽ là tâm của khoảng cầu thang, tức là ví dụ cầu thang chúng ta để 2 mét, cái khoảng cầu thang đấy là 2,5 mét chẳng hạn, thì tức là cầu thang đi lên nữa đấy, và cái khoảng trống đấy sẽ là 2,5 mét chẳng hạn, thì đấy là một tâm.
tâm đấy gọi là tâm khu vực cầu thang, thứ hai nữa là tâm cầu thang đi lên, tức là cái phần bắt đầu chúng ta bước cái bậc đầu tiên đấy, và cái chia cái bậc đầu tiên đấy, ví dụ cái bậc đấy là 1m1 hoặc là bậc đấy là 1m2 thì chúng ta sẽ phải chia đôi cái mét cái bậc đó ra thì gọi là tâm tâm cầu thang đi lên, và chúng ta lên tránh hai cái tâm đó, không đối tâm với cửa phụ hoặc là sảnh phụ của chúng ta. Nếu mà nó có đối tâm thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải dịch sảnh phụ, hoặc là đối với những gia chủ nào mà đã làm nhà rồi mà cầu thang nó đối tâm thế thì chúng ta sẽ phải dùng một vật phẩm này rất là lành, đó chính là gương bát quái, chúng ta đặt ở sảnh phụ đó thì nó sẽ không bị thế xuyên tâm sát, sẽ không bị ảnh hưởng vào theo cái thế xuyên tâm sát của chúng ta. Còn đối với những vị cầu thang nào mà chuẩn bị làm nhà mà thấy nhà nó cầu thang nó đối tâm đấy, chúng ta nên dịch cái sảnh phụ đó đi. Nếu mà dịch không được ấy thì chúng ta sẽ làm một yếu tố nhỏ, đó chính là cái vị trí cầu thang đi lên chúng ta sẽ làm cầu thang loe nhé, tức là chuyển hướng cầu thang, tức là giống như cái cầu thang loe ở bậc 1, bậc 2 chúng ta sẽ làm rộng hơn so với các bậc đi lên, đấy gọi là cầu thang loe, rồi chúng ta sẽ chuyển hướng được cái cầu thang đó đi thì cái phần đối tâm đó nó sẽ không bị ảnh hưởng tới khí, cũng không bị là tạo ra những cái thế xuyên tâm sát trong ngôi nhà. Tiếp theo là tâm cầu thang không trùng với tâm nhà. Đấy, ở đây tại vì cầu thang của chúng ta thường sẽ đặt ở gần giữa nhà hoặc là gần cuối nhà thì chúng ta sẽ lưu ý phần này một chút. Đối với những tâm nhà, nhiều vị gia chủ hỏi là tâm nhà anh thì xác định như thế nào, đối với những gia chủ mà có nhà hình chữ nhật thì chúng ta chỉ cần kẻ hai đường chéo thì cái tâm ở đấy gọi là giao của hai đường chéo gọi là tâm nhà vậy ạ. Cái thứ hai, đối với những gia chủ mà làm nhà hình chữ L chẳng hạn thì chúng ta sẽ chia chia hình chữ L đó thành một hình vuông và một hình chữ nhật, sau đó chúng ta sẽ kẻ đường chéo và lấy cái tâm giao điểm của hai tâm đấy làm thì gọi là tâm nhà. Đấy, và cái tâm đó chúng ta lưu ý là tâm cầu thang và cái tâm nhà đó không được trùng nhau, bởi vì tâm nhà thì bắt buộc phải tĩnh. Đấy, tĩnh, còn cái cầu thang thì luôn luôn chuyển động. Đấy thì chúng ta sẽ bị sung mất khí. Thứ hai nữa là nó sẽ bị động nhà. Đấy, cái phần long mạch nhà của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là cái phần cầu thang đấy mà nó trùng tâm đấy thì chúng ta sẽ hóa giải bằng cách như thế nào ạ? Chúng ta sẽ phải dùng hệ tiểu cảnh ở dưới gầm cầu thang. Ngoài ra chúng ta sẽ rải đá thạch anh ở cái phần hệ tiểu cảnh đó. Đấy là trường hợp đối với những gia chủ mà đã làm nhà rồi, còn trường hợp mà chưa làm nhà chúng ta cần lưu ý vấn đề này nhé. Tuyệt đối không để tâm cầu thang trùng với tâm nhà đúng không ạ? Tiếp theo là kích thước lỗ ban cầu thang chuẩn theo phong thủy. Đấy, cái phần kích thước lỗ ban này thì chúng ta sẽ lưu ý một chút. Đối với những gia chủ mà làm ăn làm công, tức là buôn bán làm ăn đấy, thì chúng ta sẽ dùng nhiều cái kích thước về cung phú quý này, cung tài lộc này, hoặc là cung 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 nghĩa đấy, trong phong thủy nó hay có cái cung nghĩa đấy, thì chúng ta sẽ dùng những cung đấy nhiều hơn. Còn những cái gia chủ nào mà làm trong nhà nước mà muốn thăng quan tiến chức thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phải dùng những cái cung cung đại tài này, cung quan lộc này. Đấy, đấy là những cái cung mà chúng ta cần lưu ý, chúng ta sẽ ưu tiên nhiều hơn. Ở đây là ưu tiên nhiều hơn chứ không phải là bắt buộc phải để những cái cung như thế, bởi vì là trong phong thủy thì chúng ta cũng lỗ ban sao cho chuẩn đấy. Thì ngoài cái việc đặt kích thước lỗ ban sao cho chuẩn thì chúng ta cũng phải phù hợp với công năng sử dụng nữa. Phù hợp với công năng sử dụng nữa nhé, chứ không phải là anh muốn cầu thang của anh để ở kích thước quan lộc là bắt buộc phải để kích thước quan lộc đúng không? Nhiều khi mà chúng ta ví dụ để trong cái khoảng đó nó không vào được cái cung quan lộc thì chúng ta cũng có thể dùng cung phú quý hoặc là cung cung tài để chúng ta dùng chẳng hạn. Anh Hùng có hỏi là cầu thang bao nhiêu bậc thì tốt. Trong phong thủy nó sẽ có phân chia bậc như thế này này anh Hùng ạ. Ví dụ nhá, nhà chúng ta mà 3 tầng chẳng hạn thì chúng ta có thể dùng được cầu thang số lẻ. Dùng được 21, 19 này, 21, 23, 25 bậc. Khi mà chúng ta dùng tầng 1 và tầng 2, chúng ta cầu thang nó giống như là cái cột sống của con người ấy, nói chung từ tầng 1 lên tầng 2, từ tầng 2 lên tầng 3 nó sẽ là phân chia theo cột sống như thế. Vậy nên là chúng ta sẽ đặt số lẻ theo từ tầng 1 lên tầng 2 là số lẻ, từ tầng 2 lên tầng 3 là số lẻ nhé. Chứ không phải là cộng tất cả các tầng vào sau đó là lấy số lẻ đâu ạ.
Nếu như mà cộng tất cả các từng vào lấy số lẻ thì chúng ta sẽ bị mất đi cái khí vận khí từ từng 1 lên từng 3 đấy ạ. Vậy nên là lưu ý một chút là cầu thang sẽ theo số lẻ từ từng 1 lên từng 2 và bắt đầu số lẻ từ từng 2 lên từng 3. Vậy nên nhiều gia chủ bảo là nhà anh 4 tầng nhưng mà anh cộng khi mà anh cộng các bậc cầu thang vào lại vào cái cung tử số chắc đấy ạ. Nhưng thực tế thì cái phần đó nó sẽ không thể nào mà tránh được đâu ạ. Anh từ từng 1 lên từng 2 mà là số lẻ này, từ từng 2 lên từng 3 vẫn là số lẻ thì dĩ nhiên khi cộng vào các bậc cầu thang thì nó sẽ là số chẵn rồi ạ. Đấy. Vậy nên là chúng ta sẽ xét theo từng bậc cầu thang nhé. Ở đây chúng ta chỉ cần lưu ý cái cung là theo cái vòng trường sinh là sinh mạnh lão tử. Đấy, vậy nên là sinh và lão nó sẽ là số lẻ, còn a sinh và mạnh nhiều khi mạnh nó cũng là một số lẻ, ví dụ như sinh mạnh lão tử đấy, sinh và lão nó sẽ là số lẻ, chúng ta sẽ chọn những cái đấy bởi vì đấy là cái yếu tố tự nhiên đấy. Còn mạnh đây ở theo nó còn theo mệnh nữa, ví dụ có những người sinh ra lớn lên khỏe mạnh nhưng có người người sinh ra đã bị bệnh rồi thì cái phần mệnh này nó cũng là yếu tố khả quan, nên là chúng ta hạn chế để số số chẵn như thế, hầu như sẽ bậc cầu thang sẽ để ở số lẻ thôi nhá, 19 này, 21 này, 23 hoặc là 25 bậc thôi ạ. Đối với những gia chủ mà để cốt nhà trần từ nền lên lên trần đấy là khoảng 3,9 m chẳng hạn hoặc 4,1 m chẳng hạn thì chúng ta có thể để cầu thang là 23 bậc hoặc là 25 bậc hoặc là 21 bậc. Còn đối với những gia chủ mà để cốt nền lên khoảng 23 3,7 m chẳng hạn thì chúng ta lên 19 bậc hoặc là 21. Và yếu tố tiếp theo là phong thủy nhà vệ sinh và bể phốt. Cái bể phốt này là một cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Xin chia sẻ một chút nhé. Ngày xưa thì các nhà nào cũng thế, nhà vệ sinh luôn luôn để ở ngoài móng nhà đấy, không để chung với trong nhà. Bởi vì sao? Bởi vì nhà vệ sinh mặc định của nó là cung bệnh rồi đấy, bởi vì đấy là những cái phần khí xấu khí uế nhất của ngôi nhà, vậy nên nhà vệ sinh lúc nào cũng phải để ra ngoài nhà. Đấy là ngày xưa. Còn bây giờ thì chúng ta cải tiến hơn đấy, thì nhà vệ sinh có thể để ở trong nhà, thậm chí là có thể là làm phòng master, phòng khép kín ạ. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì đấy, nhà vệ sinh bây giờ nó không phải là cung bệnh nữa, nó cũng là một nơi sinh hoạt cho con người, nhưng cái phần cung bệnh đấy nó lại chuyển về cái phần bể phốt rồi. Đấy, đây đấy là lý do vì sao mà bây giờ xem lại xem chủ yếu về bể phốt của nhà vệ sinh thì chúng ta chỉ xem vị trí đặt bồn nhà vệ sinh hướng mặt của chúng ta hướng về hướng tốt thôi, còn chủ yếu là xem bể phốt đấy ạ. Bể phốt ở đây sẽ là một là đối với những nhà mà rộng thoải mái đất ấy, thì chúng ta sẽ để ở bên ngoài là tốt nhất. Còn đối với những ngôi nhà phố và những nhà mà không còn đất để ở ngoài thì chúng ta có thể lưu ý là sẽ nếu mà chúng ta xem phong thủy nhà rồi mà bếp đặt ở tọa hung ấy thì chúng ta cũng nên để bể phốt ở cái cung xấu đó để mấy cái khí hỏa đó nó lấn át đi cái phần bể phốt đó đi đấy. Còn nếu mà không được thì chúng ta sẽ tìm cái tọa hung để chúng ta đặt, bởi vì bếp bể phốt nó là cung bệnh mà nếu mà đặt ở cái cung tốt thì nó sẽ bị loạn mất cái cung tốt đó đi, nên là bể phốt sẽ đặt ở tọa hung nhá. Còn nhà vệ sinh thì chúng ta lưu ý đặt ở vị trí nhà vệ sinh, nếu mà đặt được ở tọa hung thì nó là tốt, nếu không thì chúng ta đặt ở vị trí nào cũng có thể đặt được, nhưng hướng hướng nhà vệ sinh tức là hướng bồn bồn cầu ấy, mặt của chúng ta sẽ phải hướng về hướng tốt. Đấy là lưu ý. Và cái lưu ý thứ hai thì ở đây Xuân chưa viết ra, tức là cái vị trí đặt nhà vệ sinh sẽ không đối tâm với phòng thờ, vị trí bàn thờ và vị trí bàn bếp nhé. Đấy, không đối tâm ạ. Tức là cái mặt của chúng ta sẽ không bị đập khi mà ngồi ấy, không bị vị trí bàn bếp, vị trí bàn thờ nó chắn. Đấy. Bể phốt thì là đại diện cho cung mệnh, vì thế nên sẽ đặt ở tọa hung hoặc là đặt ở phía nửa sau của nhà. Đấy, tức là trong nhà phía nửa sau tức là cái phần gọi là phần hậu huyền vũ, tức là phía huyền vũ ấy, tức là phía gần nhà sẽ chia làm đôi khi mà cái phần bể phốt sẽ đặt từ nửa dưới của ngôi nhà của chúng ta sẽ là phần tốt nhất. Đấy. Ngoài ra thì sẽ đặt ở ngoài móng thì cũng là một điều rất là tốt. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải xem cung nữa, vì trong cái phần tọa
Khung ở đây thì chúng ta sẽ xét cả bên ngoài nhà nhé. Nếu mà đặt 7 phút ở ngoài nhà nhưng đặt được vào khung xấu thì cũng là một điều rất là tốt. Bởi vì cái phần khí là phần ở bên ngoài đưa vào trong nhà chúng ta, chứ không phải là khí tự tạo được ở trong nhà. Cũng có thể tự tạo được trong nhà với điều kiện nhà có người đi lại. Nhưng mà thứ nhất là khí tạo ở trong nhà thì chúng ta sẽ có những yếu tố như sau. Quạt điện tạo được khí này, con người tạo được khí này, ánh điện tạo được khí này, bàn thờ, cái phần thắp hương đấy cũng tạo được khí này. Bất cứ chuyển động gì trong ngôi nhà của chúng ta cũng sẽ tạo ra khí được. Ngoài ra thì cái yếu tố lớn thứ hai, tức là cái phần ngoài nhà đưa vào trong ngoài phần ở ngoài đưa vào trong nhà của chúng ta, tức là phần phong ấy, phần nước ở ngoài, hơi nước ở ngoài, phần gió ở ngoài đưa vào nhà của chúng ta cũng là phần một phần tạo khí rất là tốt. Đấy, đấy là lý do vì sao nếu mà bảo là nhiều gia chủ thì em tư vấn là chúng ta nên làm cổng. Bởi vì sao? Bởi vì phía trước nhà của chúng ta phần khí nó không được tốt. Ở phía trước đấy em thấy có mộ này, đấy em thấy có đình chùa này, đấy em thấy có một cái ao nó chiếu thẳng vào trong nhà của chúng ta, góc ao đao đình mà nó chiếu thẳng vào nhà của chúng ta, đấy nên là chúng ta cần phải làm cổng nhá. Ngoài ra thì chúng ta có thể là anh nên đặt gương bát quái, gương hổ phù như thế nào. Còn yếu tố mà chúng ta tốt nhất là chúng ta nên trồng cây, cây thoát thân, tức là cây mà có thân cao thì chúng ta dùng cây thoát thân. 7 phút đấy ạ, 7 phút sẽ đặt vào hung nhá, vào cái đặt nửa sau nhà, tức là nửa sau nhà của chúng ta và đặt ở ngoài móng là tốt. Còn đối với những nhà nào mà nhà phố hoặc là nhà mà không còn diện tích để 7 phút nữa thì chúng ta sẽ để trong nhà và sẽ chọn cái cung xấu để đặt, tránh cái vị trí đặt tâm của tất cả các phòng. Ví dụ như phòng bếp dù đặt có thể đặt ở phòng bếp nếu như bếp đặt ở cung tọa hung hướng cát, nhưng chúng ta không đặt được đặt ở tâm của bếp và cách vị trí bàn bếp ít nhất là 80 cân. Đấy thì chúng ta mới nên đặt được 7 phút. Cái thứ hai là nếu mà đặt ở chỗ vị trí cầu thang cũng thế, cầu thang là khí động và là cái phần luôn chuyển khí đi cho ngôi nhà của chúng ta. Mà chúng ta đặt 7 phút đó thì chúng ta cũng phải tránh ít nhất là 80 cân. Và cái thứ hai là tránh trùng với tâm cầu thang nhá. Tất cả 7 phút nếu mà đặt trong nhà thì ở vị trí nào đó chúng ta sẽ chọn cho nó phù hợp, và cái yếu tố thứ hai là tránh không được trùng tâm với các phòng như thế. Tiếp theo ạ. Giải lao một chút nhé, có anh chị nào muốn hỏi Xuân về vấn đề gì nữa không ạ? Anh chị nào muốn hỏi không? Xuân tư vấn luôn ạ. Có anh chị nào muốn hỏi Xuân về cái vấn đề nhà ở của nhà mình không ạ? Thì Xuân sẽ tư vấn luôn cho anh chị ạ. Ví dụ như anh chị muốn làm nhà và nhà anh chị như thế nào, và cái khuôn đất của anh chị hiện là góc hẹp hay là khuôn đất khuyết hậu hay là khuôn đất khuyết góc chẳng hạn, anh chị có thể là chia sẻ ra đây để Xuân tư vấn cho anh chị ạ. À, hôm nay thì Xuân sẽ có một phần quà để tặng cho các anh chị theo dõi theo dõi buổi Zoom trong ngày hôm nay nhé. Phần quà thì Xuân sẽ tặng anh chị vào buổi cuối ạ, vào cái giờ phút cuối cùng ạ. Và anh chị nào muốn hỏi gì không ạ? Hôm nay thì buổi Zoom nó hơi gấp, bởi vì nên là Xuân chưa chuẩn bị được những cái vấn đề mà nhiều gia chủ gặp phải đã nhắn tin cho Xuân. Có rất là nhiều các trường hợp mà Xuân nghĩ là anh chị sẽ bị mắc phải nhưng mà Xuân chưa thể nào mà đưa ra được ở đây. Ví dụ như cái trường hợp này vừa nãy Xuân có nói đấy, anh ấy có nhắn tin với Xuân hỏi là không biết là khi mà về nhà mới, anh ở cái nhà cũ anh làm ăn được lắm, anh ấy tên là Duy Phương, anh ấy bảo là anh ấy là nghệ sĩ Duy Phương ở trên YouTube ấy. Thì anh Xuân thì Xuân không quan tâm anh ấy là nghệ sĩ hay không, nhưng mà anh ấy nói anh ấy giới thiệu anh ấy là nghệ sĩ Duy Phương, anh ấy có ở trên YouTube kênh của anh ấy rất là nhiều người theo dõi hay gì gì đấy, và anh ấy trước giờ anh ấy đi show nhiều lắm, show diễn nhiều lắm, nhưng khi chuyển về cái nhà này ấy, thì anh ấy ít show hẳn đi mà anh ấy công việc làm ăn của anh ấy trắc trở. Về nhà thì anh ấy cứ thấy người nó lao khó chịu, anh không biết vấn đề giải quyết như thế nào, mà nên là anh ấy cần Xuân tư vấn về phong thủy cho anh ấy. Vậy nên là Xuân đã bảo anh ấy là quay video cho Xuân, tức là đi từ ngoài nhà vào ở dưới tầng 1 thôi, sau đó là Xuân phát hiện xem là có vấn đề gì không, còn nếu không thì chúng ta lại đi lên tầng 2. Thì anh ấy có quay cho Xuân là Xuân khi mà đi từ vào trong nhà đây thì Xuân đã nhìn thấy ngay cái vấn đề thiết yếu mà anh ấy có, mà anh ấy kê khi mà anh ấy kê bàn thờ thần tài đối diện với bếp, đây vị trí bếp của anh ấy đây ạ.
Đây, vị trí bếp đây mà kê bàn thờ thần tài ở đây, và cái thứ hai là bàn thờ thần tài đấy tựa vào cái nhà cầu thang như thế này, thì cái phần khi mà chúng ta chạy lên chạy xuống ấy, có những người đi cầu thang rất là nhẹ nhàng nhưng có những người chạy lên chạy xuống nó rất là vội vàng đấy, cái phần đấy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái phần bàn thờ thần tài của chúng ta. Thừa biết là bàn thờ thần tài sẽ phải đặt ở cái nơi vị trí mà có thể là quan sát được những người đi qua đi lại đấy, thì anh ấy sẽ kê ở giữa như thế này, và cái phần cửa nhà anh ấy đối diện với cái phần thờ thần tài như thế này. Thì sau đó thì Sơn sẽ đã tư vấn cho anh là thứ nhất là bàn thờ của anh nó đối với tâm bàn bếp là sung rồi, cái thứ hai cái vị trí ở chỗ cầu thang này nó là một cái nhà vệ sinh nữa đấy các bạn ạ, cái thứ ba nữa là bàn thờ của anh lại đặt tựa ngay vào cái cầu thang nó rất là xấu, nó làm động cái khí của bàn thờ, cái thứ hai nữa là nó làm ảnh hưởng tới cái phần bàn bếp của chúng ta, thì dĩ nhiên là anh ấy sẽ khó làm ăn rồi. Sau đó thì Sơn đã tư vấn anh ấy đặt vị trí bàn thờ thần tài chỗ này, sẽ khi mà có người vào thì bàn thờ sẽ là ông điện ông thần tài ông sẽ quan sát được luôn, và cái thứ hai nữa là tựa vào cái tường này nó rất là vững chắc, và cái thứ ba nó không bị xung với bếp và cũng không bị ảnh hưởng tới cái cầu thang này đó. Anh đã nhờ Sơn tư vấn và Sơn đã tư vấn cho anh như thế. Anh Nguyễn Trung Lập ạ, hung hướng cát là sao ạ? Đây để Sơn chia sẻ cho các anh một chút thế nào là tọa hung hướng cát nhé. Đây có một vị gia chủ, Sơn chia sẻ luôn cho anh chị đây. Đây để Sơn chia sẻ cho anh chị một cái bản đồ sơ qua thôi nhé. Thế là tọa hung hướng cát à. Đây, chồng Sơn một chút để Sơn chia sẻ cho anh chị luôn đi ạ. Chia sẻ vào. Okay. Để cho nhiều anh chị, đúng là nhiều Xuân nói như thế này chắc là nhiều anh chị cũng chưa thể biết được là thế nào là tọa hung hướng cát, và nói thì nói thế mà không đưa ví dụ thì đúng là Xuân ở đây là cái lỗi của Xuân thật. Đây Xuân sẽ chia sẻ cho anh chị về cái tọa hung hướng cát ở đây nhé, để Xuân thêm một chút ạ. Đây là đây ví dụ anh chị có nhìn rõ không ạ? À? Có nhìn rõ được cái bản đồ này không ạ? À? Anh chị nếu nhìn rõ thì comment cho Sơn rồi nhá, còn nếu không nhìn rõ để Sơn cho thêm một cái bản đồ khác cơ bản đấy nhá anh chị nhá. Còn về sau về sâu xa hơn thì Sơn sẽ chia sẻ tiếp ạ. Tiếp về buổi hôm sau ạ. Anh chị có nhìn rõ về cái vừa giờ không ạ? Đây đấy này. Anh chị có nhìn rõ cái bản đồ này không ạ? À? Mình có nhìn rõ các cung ở trong đây không ạ? Đây, anh chị nhìn rõ chưa ạ? À? Nhìn rõ rồi thì anh chị comment cho Sơn để Sơn tư vấn tiếp nhá. Sơn giải thích tiếp ạ. Anh Nguyễn Trung Lập có nhìn rõ được cái bản đồ này không ạ? À? Để Sơn tư vấn cho anh luôn ạ. Sơn tư vấn luôn cho anh đâu là tọa hung hướng cát nhé. Phóng to nhìn được ạ. À. Phóng to, cái này em không biết phóng to như thế nào. Đây để Sơn tư vấn nhá. Không biết phóng đâu anh ạ. À được rồi ạ, vâng ạ. Đây ạ, ví dụ đây là một nhà gia chủ về Tây Tứ Mệnh đấy. Tây Tứ Mệnh nhà anh là hướng Tây Nam. Em cũng không biết đây là gia chủ nào nhưng mà em lấy cái ảnh mà em tư vấn cho anh ấy đây rồi. Nhà anh là hướng tây nam, tây nam, đây là cái hướng nhà của anh ấy, đây là cái khuôn nhà của anh ấy, và đây cái tọa đây nhá, tọa nhà của anh đây, thì đây là hướng tây nam, tức là cái cung tây nam nó sẽ ở đây, là cung thiên y của anh ấy, là cung tốt đấy, tọa là tọa tốt,
Vạn hung ở đây tức là những cái cung mà cung nam, ví dụ như ở bên trái phía bên trái nhìn từ trong nhà ra đây, ở cái cung nam phía góc nhà của anh ấy ở đây ấy, đấy gọi là tọa hung anh ạ. Đấy, còn hướng ví dụ như em lấy ở đây nhá, phòng ngủ của anh ấy đây, phòng ngủ của anh ấy hiện ở cuối nhà, ở phía bên trái nhìn từ trong nhà ra ở cuối đấy ạ, tức là đây gọi là tọa hung đấy ạ. Đấy, tọa bếp, tọa phòng ngủ đây, tọa hung tức là tọa đông đấy ạ, đông là cung tuyệt mệnh đấy ạ. Nhưng mà cái này chắc là trước em tư vấn cho anh ấy là để phòng ngủ của con chẳng hạn. Đấy, nhưng mà em ví dụ cho anh nhá, đây là tọa cung đông đặt tại tọa đây ạ. Phòng ngủ của chúng ta sẽ là đặt ở cung, là cung đông, một cung tuyệt mệnh gọi là tọa hung. Nhưng mà cái hướng hướng của giường của anh ấy đang là hướng về phía trước đây, thì nó là hướng tây nam gọi là hướng cát. Đấy, tức là tọa thì là tọa đông, nhưng hướng là hướng tọa của phòng ngủ là tọa đông, tọa của giường ngủ là tọa đông, và cái hướng của giường ngủ lại là hướng cát, tức là hướng tây nam. Đây anh nhìn rõ ra được không ạ? Không biết là anh có nhìn ra được không ạ? Tức là tọa đông đây ạ, tọa tuyệt mệnh, còn hướng là hướng thiên y, đó là tọa đông và hướng tây nam. Đấy, anh có nhìn ra không ạ? Đấy gọi là tọa hung hướng cát đấy ạ. Còn ví dụ cái bếp, vị trí của anh đang ở đây ạ, bếp, vị trí bàn bếp của anh đang ở cung nhâm, tức là về về cung bắc, tức là tọa thì là tọa bắc, còn hướng là hướng đông nam ạ. Cái này à, đây là một ví dụ mà Xuân không biết là Xuân đã tư vấn cho anh ấy hoặc là Xuân đặt mặt bằng để tư vấn lại mặt bằng cho anh ấy, chắc chắc là đây là đang đặt lại mặt bằng để tư vấn cho anh, thì là cái bếp đang là đặt tại tọa hung tức là tọa bắc, còn hướng là hướng đông nam đấy ạ, hướng chiếu về đây ạ, hướng bếp là hướng lưng của người nấu ăn nhá, sẽ chiếu về đây là hướng đông nam đấy ạ. Anh có nhìn được cái con chuột em chỉ không ạ? Đấy, anh hiểu chưa ạ? Tức là tọa hung tức là trong nhà của chúng ta sẽ có một cái bát quái như thế này, và trong bát quái này sẽ có bốn cung tốt. Đối với những gia chủ mà hướng tây tứ mệnh đây thì cung tốt sẽ là cung tây nam này, cung tây nam là thiên y này. Đây là Xuân lấy một ví dụ một cái bát quái nhá, bởi vì có nhiều bát quái là các cung tây tứ mệnh thì nó là những cái cung thiên y này, cung diên niên này, cung phục vị này, cung sinh khí, nhưng mà nó sẽ phân đều theo bốn cung khác nhau. Ví dụ đây là một gia chủ mà có nhà hướng tây tứ mệnh đây, và cái cung tây nam nó lại là ở thiên y, nhưng có những gia chủ mà nhà cũng tây tứ mệnh nhưng mà tây nam nó lại là phục vị, đấy là theo cái quẻ càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài nhá. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái quẻ đấy, ví dụ như vừa giờ anh Hùng đi, anh ấy bảo anh sinh năm nào anh không nhớ rồi, 990 à, 90 thì anh không à, 90 thì anh là khảm thủy đi, khảm thủy thì cái cung khảm đấy của anh ấy mặc định nó là phục vị đấy. Tức là cung bắc của anh sẽ là phục vị, còn những cung khác là cung sinh khí, cung diên niên và cung thiên y chẳng hạn. Đấy thì trong nhà của chúng ta sẽ là một cái bát quái như thế này, và chúng ta để một cái đồ hình bát quái như thế. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái sao, những cái sao để chúng ta mở cửa nữa. Ví dụ như năm nay là năm năm sau là vận chín đi, vận chín thì cái sao số 9 đấy nó sẽ bay vào trung cung, thì những cái sao vận vượng tức là sao số 9 là sao vượng này, trung cung này, sao 8 là sao vượng, nó sẽ bay về hướng 9 này, 8 càn này, tây bắc đi. Đấy, cung tây bắc. Đấy, sao số 8 nó sẽ ở cung tây bắc. Thì những cái vị gia chủ nào mở được cửa cổng, mở được cổng là một, mở được những cửa sổ là hai ở cung tây bắc cũng rất là tốt, được cái sao tốt chiếu vào. Số 7 cũng là sao trung tính, là không tốt cũng không xấu, chúng ta có thể mở được cửa chỗ đấy. Ngoài ra chúng ta sẽ mở được sao ở số 1, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này, 5, 4, 3, 2, 1. Vậy nên là ví dụ như năm nay thì chúng ta lại xếp theo cái sao ngũ hoàng đại sát đi. Ngũ hoàng đại sát nó bay vào trung cung thì những cái sao tốt chúng ta có thể mở được mà. Vậy nên là vì sao mà mỗi năm chúng ta sẽ gọi là ví dụ năm nay là hướng không tốt là hướng tây nam chẳng hạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngũ hoàng đại sát nó chiếu vào cung trung cung thì nó sẽ chiếu vào cả tây nam nữa. Vậy nên là cái cung tây nam đấy chúng ta không nên động thổ ở cái cung đấy,
Dù là gia chủ có cung Tây Nam mà cung tốt đi chăng nữa, tốt mấy đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên động thổ ở đó. Bởi vì là sao, Ngũ Hoàng Đại Sát nó đang chiếu về cái cung đó. Chúng ta có thể động thổ ở cung Tây Bắc hoặc là cung Tây. Đấy, đối với những cái gia chủ Tây tứ mệnh, ngoài ra những gia chủ Đông tứ mệnh thì năm nay cái hướng đâu hướng Nam và hướng Bắc rất là tốt, thì chúng ta sẽ động thổ theo những cái hướng đó, chứ không phải là cứ nhà hướng nào là động thổ theo hướng đấy đâu ạ. Thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái sao Ngũ Hoàng Đại Sát nó bay về đâu để chúng ta dựa vào đấy để chúng ta động thổ. Đấy. Còn những gia chủ bảo là thế năm nay làm nhà Tây Nam có được hay không? Anh thấy sao Ngũ Hoàng Đại Sát nó chiếu vào Tây Nam anh sợ quá, mà anh lại được tuổi làm nhà mà cái hướng Tây Nam cũng rất là tốt. Được nhá, bởi vì sao? Bởi vì cái Ngũ Hoàng Đại Sát đó mỗi năm nó sẽ bay vào một vận, bay vào một cung, và chúng ta chỉ cần tránh động thổ ở cung đấy rồi còn cái mở cửa ở cung đấy thì chúng ta có thể mở được. Bởi vì khi mà chúng ta động thổ chúng ta động vào cái long mạch rồi, thì cái phần long mạch đấy nó dù có sao nào chiếu đi chăng nữa thì cái phần long mạch đó nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến những cái người mà chúng ta đứng ra động thổ thôi, và cái động thổ đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái hạn và chúng ta được trạch tuổi rồi, thì chúng ta động thổ nó không hề, nó không ảnh hưởng gì tới cái sao đó nhá. Chỉ cần kiêng không động thổ ở cung Tây Nam là được năm nay ạ, kiêng không động thổ ở cung Tây Nam là được ạ. Còn anh chị nào thắc mắc về vấn đề gì nữa không ạ? Không thắc mắc là xuân chuẩn bị kết thúc rồi ạ. Và anh chị nào còn thắc mắc về vấn đề gì nữa không ạ? Nếu như anh chị nào thắc mắc thì chat luôn để em anh Hùng mẹ hỏi ạ. Anh Hùng hỏi là em hỏi chút là về cốt em đặt dưới nhà vệ sinh và lấn ít sang bên cầu thang có ổn không? Dạ được anh ạ. Bởi vì đấy em quên mất không tư vấn cho anh như vừa nãy là ngoài cái vị trí đặt trong nhà chúng ta đặt bể cốt, thì dĩ nhiên là bể cốt chúng ta nếu mà đặt ở dưới nhà vệ sinh cũng là một điều tốt. Nhưng mà cái phần đó thì trước em cũng có nói với gia chủ ấy là nếu mà đặt nhà vệ sinh cũng là điều tốt, nhưng mà sẽ có những cái ảnh hưởng sau này công năng sử dụng của chúng ta khi mà chúng ta hút bể cốt hoặc là bị tắc hay làm sao đấy, thì nó cái phần đấy nó rất là khó để thông cái bể cốt ấy, nên là nếu mà đặt ở trong nhà vệ sinh được thì là điều tốt nhất. Còn nếu mà không đặt được ấy thì chúng ta có thể chuyển sang vị trí khác nhé, có thể là đặt ở bếp nếu như bếp chúng ta đặt ở tạ hung rồi, có thể là đặt ở những cái vị trí phòng trống, phòng sinh hoạt chung chẳng hạn, đấy là cái phần trống của chúng ta thì chúng ta cũng có thể đặt ở đó đấy ạ. Còn cái anh Hùng bảo là đặt về cốt ở nhà vệ sinh đấy thì chúng ta cũng phải xem cái nhà vệ sinh đó anh đang đặt ở cung nào nhé. Nếu mà đặt ở cung tốt thì chúng ta cũng cần phải lưu ý về vấn đề đấy ạ. Bởi vì như em nói lúc đầu là vệ sinh, bây giờ cái nhà vệ sinh của chúng ta nó không còn là cung bệnh nữa, mà cung bệnh của nó là ở bể cốt cơ. Đấy, bể cốt đặt ở chỗ nào thì cung bệnh nó ở chỗ đấy. Nên là cái nhà vệ sinh này nếu mà đặt chung với phòng ngủ hoặc là nhà vệ sinh chung ấy của chúng ta nó ở trong cái cung tốt rồi thì chúng ta cũng phải lưu ý về vấn đề đấy ạ. Còn anh chị nào muốn hỏi nữa không ạ? Anh chị nào muốn hỏi vấn đề gì không ạ? Em thấy anh Phú đang ăn mì tôm thì phải. Dạ vâng ạ. Nếu anh chị nào không hỏi thì Xuân xin giới thiệu một chút về cái kinh phong thủy của Xuân nhé. Đấy, anh chị có thể là nếu mà anh chị tham gia TikTok thì anh cho chị có thể vào cái TikTok phong thủy Pizento. Đây là một thương hiệu con của Pisato Group nhé. Thì Xuân sẽ chia sẻ cho các anh chị nhiều về những cái video ngắn vấn đề trong phong thủy mà anh chị cần bị mắc phải ạ. Đấy, đấy là những cái trong cái phần TikTok này của Kisato anh chị có thể lưu vào ạ. Ngoài ra thì Xuân có một kênh Facebook, Facebook là Pizento đấy ạ, cũng là chia sẻ những cái kiến thức phong thủy đấy ạ, chủ yếu là phong thủy. Trang web này thì là để bán vật phẩm phong thủy cũng như là để cho anh chị xem luôn được, không cần phải hỏi hỏi Xuân nữa, anh chị xem luôn được năm nào làm nhà được hay không, thì anh chị cũng có thể vào cái web Pizento này nhé. Tiếp theo là cái YouTube ở trên này ạ, thì Xuân sẽ giới thiệu những cái vấn đề về phong thủy, ngoài ra cách hóa giải và giới thiệu những cái vật phẩm để cho anh chị nào mà làm nhà rồi mà bị phạm phong thủy thì anh chị có thể dùng những cái vật phẩm tối đa nhất, hữu hiệu nhất, giảm tải kinh tế nhất cho anh chị. Xuân chi kể một chút câu chuyện ngoài lề. Hôm trước Xuân có gặp anh Gia Mỹ này hỏi ạ. Anh Gia Mỹ hỏi là cửa nhà mình thẳng với cửa nhà hàng xóm mới xây thì phải làm sao ạ? Mình cảm ơn. Đúng rồi ạ, cũng có nhiều vị gia chủ hỏi cái vấn đề này lắm ạ. Đây nhá, nếu mà trường hợp mà nhà mới người ta mới xây, người ta chưa có cái gì vật phẩm gì người ta lấn át ấy, thì anh có thể dùng gương gọi là gương bát quái lồi nhá. Thì cái gương này nó sẽ không ảnh hưởng tới nhà đối diện mà nó cũng không ảnh hưởng gì tới nhà anh, bởi vì nó sẽ
đẩy được những cái phần khí xấu ra ngoài đấy, và cái phần khí tốt của nhà anh nó cũng không bị ảnh hưởng. Nếu như anh dùng gương mắt quái lõm ấy, thì trong phong thủy nói thì hơi tâm linh, nhưng mà trong phong thủy nếu mà anh dùng gương mắt quái lõm ấy thì anh sẽ hút những cái phần khí tốt của cả nhà đối diện, ví dụ như lộc của nhà đối diện đáng nhẽ người ta được hưởng thì anh lại hút đi về nhà anh chẳng hạn, thì cái phần này nó rất là xấu, nên anh có thể dùng gương mắt quái lồi nhá. Thì như thế thì khi mà người ta có đi xem ấy, hoặc là người ta có hỏi những thầy phong thủy khác mà bảo là nhà đối diện đang dùng gương mắt quái lồi ấy, thì các thầy đó sẽ tư vấn cho gia chủ nhà mới đó để họ dùng những cái phương pháp tốt nhất. Còn như anh thì anh có thể dùng gương mắt quái lồi, và cái gương này anh nên lưu ý là không phải mua về để treo được luôn, mà chúng ta nên đến cái chùa gần nhà, chùa chứ không phải đền đâu nhá. Chùa thì chúng ta sẽ nhờ thầy khai quang cho đấy, và sau đó thì anh đưa về anh treo thôi. Và gương này thì anh nên dùng gương, ở đây Xuân chia sẻ một chút về cái gương nhá. Gương có hai loại gương, gương tiên thiên bát quái và gương hậu thiên bát quái đấy. Tiên thiên bát quái là càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài, tức là tám cái cung ấy, là cung càn, cung khảm, cung cấn chấn tốn ly khôn đoài đấy. Còn gương hậu thiên bát quái là gương là cái gì nhỉ, càn khảm gương hậu thiên bát quái là càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn đấy, gọi là gương hậu thiên bát quái. Thì chúng ta sẽ phải dùng gương hậu thiên bát quái nhé, không phải là tiên thiên bát quái đâu ạ. Anh có thể ra những cái quán 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 bán vật phẩm hoặc là quán bán đồ thờ ấy, anh hỏi là mua gương hậu thiên bát quái, tức là trong cái gương đấy nó sẽ có gương là càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn đấy, nó xếp theo vòng như này này đấy, thì chúng ta sẽ dùng gương đấy. Còn cái gương tiên thiên bát quái là gương càn đạ càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài đấy, là gương đấy sẽ dùng cho phần mộ nhá. Đấy, nhiều gia chủ về lại không biết là dùng gương như thế nào đâu ạ. Các anh chị, các anh nên lưu ý về cái vấn đề gương này nhé. Hậu thiên sẽ dùng cho nhà, còn tiên thiên là dùng cho mộ. Đối với, tại vì có phần mộ của chúng ta, nhiều người đi xem phần mộ cũng thế, thì mộ nhà này đối diện với mộ nhà kia, còn mộ bên mộ nhà mình có cái đường nó đi qua hay như thế nào đấy, thì chúng ta cũng phải dùng gương đấy để nó tránh cái phần bị động cái phần mộ đó. Ngoài ra chúng ta sẽ phải tạo mộ hay như thế nào thì cũng là phải dùng gương, thì cái gương là gương tiên thiên bát quái. Còn gương hậu thiên bát quái thì chúng ta dùng cho nhà của mình nhé, nhà của chúng ta thì sẽ dùng hậu thiên bát quái, còn gương cho mộ thì là dùng tiên thiên bát quái. Đối với những gia chủ mà mệnh mộc, mệnh hỏa, mệnh thủy thì chúng ta nên dùng gương gỗ đào. Còn đối với những gia chủ mà mệnh thổ, mệnh kim, mệnh thổ kim thì chúng ta nên dùng gương bằng đồng thì sẽ tốt hơn nhé. Mà chúng ta cần lưu ý là gương thì phải khai quang thì nó mới có tác dụng nhé, còn gương mua về treo luôn thì không có tác dụng gì đâu. Có anh chị nào cần hỏi thêm không ạ? Đây đây là một phần quà, một phần quà, nhưng mà không sao, phần quà này thì có kèm một chút, coi như là một chút để cho anh em ta trao đổi ạ. Thì Sơn sẽ tặng cho anh chị một cái ebook về cẩm nang bài cúng và thủ tục đi kèm. Tức là cẩm nang bài cúng ở đây không phải là chỉ có cúng về làm nhà đâu ạ. Cúng mùng 1 này, cúng 10 rằm này, cúng khi đi chùa này, cúng khi đi đền này, cúng vào các ngày, ví dụ ngày rằm tháng 7 này, hay là ngày ngày gì nhỉ? Ngày tất niên đấy. Đấy, tất cả những cái bài cúng Sơn sẽ đều có ở trong cái ebook này, và những cái thủ tục đi kèm để cho các anh chị có thể sắm sửa và không cần phải nhờ thầy cúng nữa. Đấy, thứ hai là cẩm nang về lịch ngày tốt xấu trong năm 2023. Đấy, Xuân đã soạn, biên soạn cho các anh chị. Đấy, cái cẩm nang ngày tốt xấu này thì Xuân sẽ chỉ rõ là ngày này chúng ta có thể làm được động thổ này, đổ trần này, có thể như thế nào đấy. Ngày này là ngày có thể là cưới hỏi này, bởi vì ở cái buổi Zoom đầu tiên thì Xuân có chia sẻ với anh chị là ngày tốt xấu thì ngày tốt không phải cứ ngày tốt là chúng ta làm được hết mọi việc. Ngày tốt thì chúng ta phải chọn được cái sao tốt hay không để chúng ta động thổ. Ngày tốt đó có bị, ví dụ như ngày tốt để đám cưới chẳng hạn, cũng là ngày hoàng đạo đấy, cũng là ngày rất là tốt đấy, ngày địa tài, ngày nạp tài đấy, nhưng mà nó lại có cái sao gọi là sao không phòng đấy, sao không phong đấy, thì không thể nào mà cưới hỏi vào cái ngày đó được đấy. Đấy là bởi vì nó theo sao nữa, ngoài cái vận, ngoài cái trực, ngoài cái ngày hoàng đạo thì chúng ta còn phải xem sao nữa. Thì ở đây Xuân sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái lịch ngày tốt xấu trong năm này, thì anh chị biết được là
Ví dụ như năm anh muốn ký hợp đồng trong tuần chẳng hạn, nhưng mà anh không biết là ngày nào tốt để anh ký hợp đồng thì anh có thể xem được ở đây sao tốt sao xấu theo cái tuổi của mình để anh ký hợp đồng cho nó thuận lợi chẳng hạn. Ngoài ra thì Sơn sẽ cái phần này là phần ưu đãi nhất cho anh chị, bởi vì là có những gia chủ tư vấn một một như thế này thì mất khá nhiều chi phí đấy ạ. Đấy, ngoài ra thì phải có một bộ bản vẽ nữa thì mới được tư vấn, nhưng mà ở đây thì Sơn sẽ tư vấn riêng một một phong thủy nhà ở cho riêng anh chị nào mà mời Kisato một cốc trà sữa này đấy, thì anh chị sẽ nhận được ba ba bộ phần quà như thế này ạ: một ebook, một cẩm nang lịch tốt xấu, và sẽ tư vấn một một cho anh chị nếu như anh chị nào mà mời Kisato một cốc trà sữa nhá. Còn nếu mà không thì không mời không sao ạ, Sơn sẽ tặng cho anh chị một cái cẩm nang về bái cúng này. Thì nếu như anh chị kết bạn với Zalo của Sơn nhé. Đây ạ, Zalo của Sơn đâu nhỉ? Thì anh chị có thể kết bạn với Zalo của Sơn, thì Sơn chị Lã Thị Thanh Thư, Anh Thư, chị bảo là mời bằng cách nào ạ? Thì anh chị có thể chuyển khoản cho Kisato ạ. Số tài khoản thì Sơn không có. Ở trong Zoom này có hỗ trợ Kisato không? Thì có thể đưa số tài khoản cho anh chị thì anh chị sẽ chuyển khoản cho Kisato, thì Sơn sẽ tự giác liên hệ và để lại số điện thoại thì Sơn sẽ tự giác liên hệ với anh chị và tặng anh chị cái bộ cẩm nang bài cúng này. Cái bộ này thì anh chị có thể dùng được bất cứ lúc nào nhá, ngày rằm một, ngày Tết, ngày lễ, ngày cúng bái, kể cả những cái ngày anh chị có thể cúng phần mộ của mình, hay là anh chị tạ đất hay làm sao đấy, thì anh chị cũng có thể cúng được cái bài cúng này rất là đầy đủ đấy. Những cái thầy cúng người ta cũng chỉ xem ở bài cúng này để người ta cúng thôi ạ, mà người ta cũng kiếm được khá nhiều tiền. Ngoài ra là cái cẩm nang lịch tốt xấu này trong năm 2023 thôi ạ, chỉ trong năm nay thôi ạ, còn năm sau thì nó lại khác rồi ạ. Cái ngày tốt xấu này thì anh chị nào chuẩn bị làm nhà cũng cần xem rất là tốt đấy ạ, những cái ngày động thổ đồ trần cất nóc đấy thì anh chị cũng không cần phải mượn thầy nữa và thủ tục nó cũng đi kèm luôn đấy ạ. Ngoài ra thì cái phần tư vấn một một này nó rất là tốt đấy ạ, kể cả anh chị làm nhà rồi hay chưa làm nhà thì anh chị cũng có thể tư vấn được ạ. Đây là phần ngoài này nhá, thực ra đây là một cái thử thách mà Kisato giao cho Xuân ạ. Thì Xuân đã đưa ra những cái này rất là có lợi cho anh chị đấy ạ. Thì cái phần thử thách này thì anh chị có thể giúp Xuân, hoặc là nếu mà anh chị cần thì anh chị nên bỏ một cốc trà sữa. Cốc trà sữa này chỉ đáng giá từ 25 đến 50 nghìn thôi, mà anh chị có luôn cả một ebook cẩm nang bài cúng này, có luôn cả cái lịch vạn niên, giống như cái lịch vạn niên anh chị mua ngoài quán cũng đã mất 50 nghìn hay là 80 nghìn gì đấy, nhưng mà ở đây thì cẩm nang ngày tốt này thì Xuân sẽ chi tiết hơn rất là nhiều, có thể là chọn được cái ngày nào phù hợp với anh chị nhất, ví dụ như cái tuổi ngọ của anh gì vừa rồi đấy thì cũng có thể là anh xem được riêng cái tuổi của anh luôn là có động thổ được vào ngày này hay không, chứ không phải là xem chung cho các tuổi đâu ạ. Đấy, ngoài ra thì nếu mà anh cần thì em sẽ tư vấn một một cho anh về cái phong thủy nhà mình, anh đưa mặt bằng sau đó sẽ em chi tiết cho anh. Ngoài ra thì em cũng có thể là hỗ trợ anh rất là nhiều thứ ạ. Em mời ạ. Vâng ạ. Linh ở chết rồi, em lại không có số tài khoản của công ty. Anh chờ em chút nhá, để em hỏi cho hỗ trợ. Đấy, thế là Xuân vượt qua thử thách của Kisato rồi đấy ạ. Ra Kisato ở đây họ chia sẻ những kiến thức rất là có tâm đấy ạ. Ví dụ như Xuân thì Xuân chia sẻ hết những cái kiến thức mà Xuân làm phong thủy cho tất cả các gia chủ rồi. Đấy, chứ không phải là chưa đâu ạ. Nên là Xuân có tự tin đứng ở Zoom này thì Xuân sẽ tự tin làm được tất cả mọi thứ trong cái phong thủy nhà ở. Còn về phần mộ thì Xuân không dám nói, bởi vì phần mộ Xuân ít được xem và cũng ít được chia sẻ kiến thức về phần mộ. Nhưng mà về phần nhà thì Xuân tự tin, rất là tự tin về cái phần này ạ. Không có số tài khoản Visa chứ, nhưng hôm nay là thứ tám bạn còn không, thôi thì anh chị kết bạn Zalo với Xuân đi, anh chị kết bạn Zalo với Xuân đi, xong rồi khi mà Xuân có số tài khoản của Visa thì Xuân gửi cho, sau đó thì Xuân sẽ chia sẻ cho anh chị, tại vì kết bạn Zalo thì anh chị cũng được rất lợi rất nhiều, khi mà anh chị có vấn đề gì tự nhiên liên quan đến phong thủy anh chị nhắn tin luôn cho Xuân.
thì Sơn sẽ tương tác luôn với anh chị trả lời luôn. Đấy, tội gì không kết bạn đúng không ạ? Anh chị đi kết bạn vào đấy thì có vấn đề gì anh chị hỏi luôn. Đây, số Zalo của Sơn đâu nhỉ? Rốt về Zoom quá nên là Sơn chỉ đây ạ, số Zalo của Sơn đây, anh chị kết bạn đi nhá. Kết bạn rồi Sơn sẽ tặng, đầu tiên là Sơn sẽ tặng anh chị về cái cẩm nang bài cúng này. Đấy, dù anh chị có chuyển khoản hay không thì Sơn vẫn sẽ tặng, coi như là tấm lòng của Sơn mà. Cảm ơn anh chị đã bỏ ra cái thời gian vàng ngọc để nghe Sơn nói những cái vấn đề này. Không biết là có giúp ích được cho anh chị hay không, nhưng mà cũng rất là cảm ơn. Sơn có học được là về cái thần số học ấy, tức là khi mà chúng ta phải tu nghìn kiếp thì mới được gặp nhau một lần. Đấy, thì chắc là Sơn đã tu được nghìn kiếp rồi mới gặp được anh chị trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Nên là Sơn sẽ tặng anh chị cái cẩm nang về cái bài cúng đấy nhá. Đấy, tặng miễn phí luôn ạ. Còn nếu như anh chị nào mời Sơn trà sữa đó thì Sơn sẽ tặng cái ngày tốt xấu này và sẽ tư vấn cho anh chị chi tiết về nhà của mình. Đấy. Cái nhà này thì thực ra là bởi vì Kisato đưa ra thử thách thì Sơn mới đưa ra cái vấn đề mà Sơn phải tư vấn một một cho anh chị, chứ thực ra cái vấn đề tư vấn một một này hầu như là khách hàng của Kisato Sơn mới tư vấn đấy ạ. Không nhớ số tài, không biết số tài khoản của công ty là gì luôn. Đúng rồi. Chắc là kế toán của Kisato cũng nghỉ rồi. Đấy, tại vì không bao giờ biết xin tiền nên là không bao giờ nói như được như thế. Hôm nay nói phần xin tiền cũng rất là ngại. Ê, anh chị kết bạn với Xuân chưa ạ? Chưa thấy ai kết bạn luôn. Ngại ghê đấy. À, phần cuối rồi em mới thấy 10 người vào. Kisato đâu ạ? À, thấy rồi, đúng rồi, anh kết bạn Trung Lập. Rồi, lát nữa em sẽ tặng anh Trung Lập bài cúng đấy nhá. Cảm ơn anh đã nghe buổi Zoom của em trong suốt quá trình ạ. À, cảm ơn anh đã tương tác với em ạ. À, và cũng cảm ơn anh đã hỏi em rất nhiều câu hỏi khá hay ạ. À, em sẽ lưu vào đây anh Trung Lập Zoom buổi 2 nhé. Hồ Sĩ Hùng, có phải là anh Hùng 90 đây đúng không ạ? Để em lưu vào anh Hùng 90 nhá. Đúng anh Hùng 90 không ạ? Lã Thị Thanh Thư đúng không ạ? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Lã Thị Thanh Thư. À, suốt buổi Zoom không thấy chị tương tác, nhưng mà đến lúc chút chị lại tương tác với em, ngại ghê. Chị có vấn đề gì cần hỏi em không ạ? Ở đây em thấy kế toán đưa số tài khoản rồi ạ. Em một chút em copy hình ảnh nhá. Này, kế toán của công ty có khác, nói đến tiền cái là xuất hiện luôn. Ghê thật đấy. Anh Hùng em sẽ tư vấn cho anh một một trong ngày mai được không ạ? Ngày mai anh có sẵn sàng không ạ? Ngày mai anh Hùng có sẵn sàng để em tư vấn cho anh luôn không ạ? Đây, em có mã QR rồi. Đây, em chốt nhá. Đây ạ. Một ly trà sữa nha anh chị. Hai ly cũng càng tốt ạ. Đấy là tùy tâm mình nhá. Em không lấy bao nhiêu tiền đâu, anh chị có thể tùy tâm ạ. Sẵn sàng, vâng ạ. À, thế ngày mai anh Hùng em có số Zalo của anh rồi. Em sẽ tư vấn cho anh chi tiết luôn. Tư vấn như một khách hàng luôn anh nhé. Cũng lắm mà em cho anh một cái mặt bằng. Anh có sẵn mặt bằng chưa nhỉ? Nếu mà chưa có thì anh chị nào sẵn sàng mời em trà sữa không? Thôi anh chị mời đi, không nhớ em thua ghi danh tô mất.
Em thua công ty mất, thua sếp tổng mất. Sếp tổng hôm nay bảo đố em mời được khách hàng trong Zoom. Anh Hùng 1990, nhà Hướng Đông đúng không anh? À, em nhắc lại nhá, anh chị mời em một cốc trà sữa thì em sẽ tặng anh chị một ebook cẩm nang về bái cúng, thủ tục đi kèm bái cúng là tất cả các bái cúng ở trong năm, tất cả các bái cúng mà anh chị cần biết và các lễ trong trong Việt Nam mình có những bái cúng gì đều có hết, em đảm bảo với anh chị đều có hết. Thứ hai là cẩm nang về lịch tốt xấu trong năm 2023 này đấy, cho các anh chị biết được, kể cả ví dụ anh chị tuổi Canh Ngọ đấy thì ví dụ anh xem ngày này là ngày tốt nhưng mà nó có hợp với anh hay không, thì cái cẩm nang ngày tốt này cũng sẽ cho anh chị biết là có hợp với tuổi của anh hay không nhá. Với cái quan trọng nhất là tư vấn một một như này, tư vấn một một thì khách hàng hỏi nhiều lắm đấy, và ngoài ra thì cũng có thể là Sơn sẽ biết đâu Sơn sẽ tặng anh chị một cái mặt bằng chẳng hạn đấy, thì chẳng nhẽ chỉ một cốc trà sữa mà lại được cả ba thứ như thế này, anh chị không mời Sơn thì hơi tiếc ạ. Anh chị nào chuyển khoản chưa ạ? Tôi cũng bằng tuổi anh Hùng nhưng chưa cất nhà, sau này có gì liên hệ cảm ơn. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh Toàn Long chị ạ. Anh chị nào chuyển khoản cho em chưa ạ? Đây ạ. Nguyên là chị Nguyên Toán đúng không ạ? Để em chị Nguyên Toán. Rồi. Em lưu chị là Nguyên Toán buổi Zoom 2 của em nhé. Tại vì em buổi Zoom 2 là có những cái vấn đề chia sẻ thì em mới biết được là mình đã tham gia buổi Zoom nào để em chia sẻ. Khi mà anh chị có nói ạ. Khi mà anh chị có hỏi vấn đề gì thì em biết được luôn ạ. Và anh chị là chuyển khoản cho em chưa ạ? Anh Sư Hùng bảo em chuyển khoản rồi ạ. Kế toán ghi ra tô đâu ạ? Thấy chuyển khoản chưa? Chứ không em run lắm rồi. Cứ động đến tiền là bị run ấy. Bởi vì mọi khi là làm không liên quan đến tiền luôn. Em tư vấn cho anh chị miễn phí hết luôn. Khi mà anh chị gọi em ở trên mạng nhưng em chỉ dư tư vấn cơ bản thôi. Còn bây giờ thì em đảm bảo với anh chị là em sẽ tư vấn rất là chi tiết. Như một khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Kisato vậy. Đó, em sẽ tư vấn chi tiết luôn. Một một luôn cho anh chị tha hồ hỏi em trên trời dưới biển gì em cũng trả lời hết. Kế toán Kisato rồi có thấy thấy tiền nổi chưa? Rồi, anh Hùng chuyển khoản rồi nhá. Anh Hùng ơi em sẽ tư vấn cho anh qua Zoom nhá. Mai anh em mình làm Zoom một một luôn nhá. Cần thiết thì em sẽ cho, nếu mà anh có mặt bằng rồi thì anh cứ đưa mặt bằng cho em, còn nếu mà chưa có mặt bằng thì em sẽ hỗ trợ anh cái phần để xem đã. Tại vì còn phụ thuộc vào kiến trúc sư nữa. Chẳng thấy kế toán. Kế toán này nó ăn mình cứng. Em cảm ơn anh Hùng nhiều nhá. Nhờ anh Hùng nè, em chắc là sẽ không bị thua trong buổi Zoom ngày hôm nay rồi ạ. Còn anh chị nào muốn Sơn tư vấn một một. Ôi dồi, anh Nguyễn Trung Lập nữa này. Trời ơi, không thể tin được. Cảm ơn anh nhá. Anh Lập, nếu mà anh có vấn đề gì thắc mắc hoặc là tư vấn ấy, thì em cũng sẽ tư vấn một một với anh luôn ạ. Em sẽ tư vấn qua Zoom để cho anh em mình hiểu nhau hơn nhá.
Dạ vâng ạ, để em khi anh Lập tặng em trà sữa, anh Hùng tặng em trà sữa, để sao em biết ạ? Đây ạ, Nguyễn Trung Lập đây đúng không ạ? Tặng em trà sữa nha. Cảm ơn anh Lập nhiều nhá. Rồi ạ, em sẽ lưu ý anh và sẽ bất cứ lúc nào anh cần thì em sẽ tư vấn một một luôn cho anh ạ. Thì ngày mai em sẽ chuyển lại, ngày mai em sẽ, ôi rồi em thấy anh gì đó chỉ khoảng chẳng cho em 100.000 thôi, sang quá trời. Em chỉ nghĩ là sẽ 20 hoặc 50.000 thôi ạ. Em thấy hai anh luôn ạ. Rồi, cốc trà sữa này hơi đắt ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều nhá. Cảm ơn anh đã bỏ thời gian vàng ngọc. Chị Lã thì anh Thư cũng bỏ chuyển khoản rồi. Em sẽ chị Lã thì anh Thư ạ. Chị Lã thì anh Thư kết bạn với em chưa ạ? Em không thấy nhỉ. Chị ơi, chị kết bạn với em theo số Zalo đi ạ. Đây Zalo của em đây ạ. Hoặc là chị cho em số Zalo em kết bạn với mình ạ. Chị Lã thì anh Thư ơi, chị kết bạn với em chưa ạ? Tài khoản tên là Trần Thị Bình á. Chị ấy bảo là em gửi tài khoản của em đi. Chị ơi, chị cứ gửi lên tài khoản của công ty giúp em được không ạ? Tại vì cái này không phải là của em đâu ạ. Dạ đúng rồi ạ, đấy là số tài khoản của công ty đấy ạ chị ạ. Số tài khoản của công ty tên là gì nhỉ? Số tài khoản của công ty tên là gì đấy kế toán ơi? Trần Thị Huệ sao chị ạ? Để xem có phải là Trần Thị Huệ không nhá? Hay là Gizento? Một là Trần Thị Huệ, hai là Gizento chị ạ. Một là Trần Thị Huệ, hai là Gizento nhá. Tại vì Nga như thư muội muội đây đúng không ạ? Em cảm ơn. Trần Thị Huệ đúng rồi đấy ạ. Trần Thị Huệ đó. Chị ơi Trần Thị Huệ đúng rồi chị ạ. Đúng rồi anh là bạn Trần Thị Huệ ạ. Đúng rồi chị Thắng Nguyễn ạ, Trần Thị Huệ đấy ạ. À đây, hai thư ngồi ngoài được. Chị Lã thì anh Thư em nhận được rồi ạ. Em cảm ơn chị ạ. Để em lưu chị vào đây để sau đó là em sẽ tặng chị. Zoom 2 nhé. Yeah. Khoảng 30 phút nữa thì em sẽ tặng các anh chị ở trong chị vừa rồi. Dạ vâng ạ. Chắc là nhận được rồi phải. Cái này kế toán trích em cũng chắc nhận. Vâng ạ, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Hôm nay uống no trà sữa luôn đấy ạ. Rồi ạ.
Để một khoảng 30 phút nữa sau khi kết thúc buổi Zoom thì em sẽ gửi cho các anh chị vào bài cúng và ngày và cái phần ngày tốt xấu nha. Còn Zoom 1-1 thì nếu như anh chị nào cần thì em sẽ Zoom luôn. Còn nếu như anh chị nào chưa cần thì em sẽ lưu vào đây là Zoom 2 thì em chắc chắn là sẽ có một buổi Zoom 1-1 nếu như mà anh chị nào cần tư vấn ạ. Thì em sẽ Zoom trực tiếp luôn cho anh chị 1-1 luôn nhé. Tức là anh chị hỏi em trả lời, sau đó là em sẽ đưa ra những cái mặt bằng cơ bản để cho anh chị xem cái nhà mình có tốt hay không ạ. Đối với những anh chị nào mà chuẩn bị thiết kế nhà chẳng hạn, hoặc là đối với anh chị nào mà đã thiết kế nhà rồi mà anh chị cần xem lại cái mặt, xem cái nhà của mình đã tốt hay chưa. Đấy. Mà em thấy có bốn anh chị chuyển khoản cho em đúng không ạ? Ngoài sức mong đợi ạ. Em chỉ nghĩ là em nghĩ là sẽ không có ai luôn. Bởi vì thế nên là vâng ạ. Khoảng 30 phút nữa em sẽ tặng anh chị em cái một cái hai đầu tiên. Còn cái Zoom đấy thì em đã có Zalo của anh chị và đã kết bạn với anh chị rồi, cũng đã lưu vào anh chị vào là buổi Zoom 2 rồi. Ví dụ như chị Nguyên Bá mẹ em đã lưu vào buổi Zoom 2 rồi ạ. Đấy. Và anh đây. Anh Nguyễn Trung Lập rồi. Đúng không ạ? Chị Lã Thị Anh Thư đây đúng không ạ? Đấy, em cũng đã lưu vào buổi Zoom 2 rồi ạ. Còn anh Hùng đâu? Anh Hùng. Đây, đây. À đây. Anh Hùng đây ạ. Đúng rồi. Em cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ. Này thì mai chắc là em sẽ được nghỉ một buổi để ở nhà Zoom cho anh chị rồi ạ. Không phải đi làm nữa rồi. À, vâng ạ. Rất vui khi được các anh chị tin tưởng và anh chị đã bỏ thời gian vàng ngọc của mình để nghe cái buổi Zoom ngày hôm nay. Và cái buổi Zoom ngày hôm nay em đã tặng, em sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái hy vọng là cái buổi Zoom hôm nay sẽ mang lại được nhiều ý nghĩa cho anh chị và nhiều cái phần mà anh chị chưa hiểu thì anh chị có thể hiểu được trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Và em cũng như lời đã hứa thì em sẽ tặng anh chị nào mà đã mời em trà sữa một cái ebook cẩm nang bài cúng, và những cái anh chị nào mà đã kết bạn với em rồi ấy, thì em sẽ tặng các anh chị cái ebook này. Ngoài ra những anh chị nào đã mời em trà sữa em sẽ tặng ebook cẩm nang bài cúng này và cái cẩm nang lịch ngày tốt xấu trong năm. Cái thứ hai sẽ là phần tư vấn riêng 1-1 này nếu như anh chị cần thiết đó, anh chị sẵn sàng và anh chị có thể nhắn tin luôn cho em là hôm nay tư vấn cho chị phong thủy nhé, giờ này đó, em sẽ tạo cái buổi Zoom đó và tư vấn cho anh chị luôn ạ. Khoảng 30 phút nữa thì em sẽ tặng cho anh chị cái một cái hai này, còn cái ba này thì anh chị cần lịch nhé. Cần lịch thì em sẵn sàng bất cứ lúc nào anh chị rảnh em sẵn sàng ạ. Như vậy thì hy vọng buổi Zoom ngày hôm nay cũng diễn ra rất là tốt đẹp và em cũng rất là vui khi được gặp gỡ các anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Hy vọng cái buổi Zoom ngày hôm nay đã mang đến cho những anh chị những cái hiểu biết và những cái phần cơ bản mà anh chị có thể là tránh được và hạn chế được những cái tổn thất mà khi mà anh chị làm nhà và đang ở ngôi nhà của mình nhé. Kisato cũng như là cái phong thủy Vigento, chúc các gia chủ có một ngôi nhà phú quý, trường thọ và an yên. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi Zoom tiếp theo ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Có những công trình xây lên từ nhiệt huyết. Có những kiệt tác khơi nguồn từ ý tưởng. Có những giá trị được hình thành từ sứ mệnh. Sứ mệnh của Kisato là nâng cao tiêu chuẩn sống cho người Việt. Với mong muốn đem vẻ đẹp phủ khắp mọi miền đất nước, Kisato luôn luôn nỗ lực để mọi người thay đổi tư duy và hiểu được tầm quan trọng của thiết kế. Chúng tôi luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của khách hàng, giúp cho mọi người có được một ngôi nhà đẹp hơn, hiện đại hơn và tối ưu công năng sử dụng, phù hợp với phong cách, cá tính của từng gia chủ. Lấy khách hàng làm trọng tâm, đặt mong muốn và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là một đơn vị thiết kế nhà, biệt thự, tư đường, nhà thờ họ, chuyên nghiệp và có danh tiếng trên cả nước, đem đến cho khách hàng những công trình vượt thời gian. Kisato sở hữu nguồn nhân lực chất lượng với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm, năng động sáng tạo để tạo ra sự khác biệt chuyên nghiệp cùng đẳng cấp vượt trội.
Không chỉ dừng lại ở đó, Kisato còn là một trong những đơn vị thi công trọn gói có uy tín hàng đầu Việt Nam, với minh chứng hàng nghìn công trình đã và đang được thi công trên toàn quốc. Trong hành trình phát triển có rất nhiều những khó khăn cản bước, nhưng với tinh thần chiến binh không ngại khó, ngại khổ, chúng tôi luôn sẵn sàng xông pha những mặt trận mới, những thử thách mới. Kisato liên tục thay đổi, liên tục sáng tạo để tạo ra những bản thiết kế chất lượng cho các công trình. Bên cạnh việc cập nhật, nắm bắt các xu hướng hiện đại, Kisato chú trọng đến trải nghiệm của khách hàng. Bằng các mô hình ngôi nhà trải nghiệm, chúng tôi giúp khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp để có cảm nhận tốt nhất về dịch vụ. Công việc luôn đòi hỏi sự sáng tạo và cạnh tranh không ngừng. Kisato tự hào là đơn vị dẫn đầu áp dụng trong việc sử dụng công nghệ BIM, là công nghệ thiết kế tốt nhất hiện nay của Mỹ. Sự khác biệt của Kisato là trong mỗi bản vẽ thiết kế sẽ luôn có 2D và 3D đi kèm, giúp một người dân bình thường có thể tự đọc hiểu và giám sát công trình của mình. Với quy trình thiết kế 12 bước vàng chuyên nghiệp bao gồm khảo sát, tư vấn phong thủy, chốt phương án kiến trúc, bộ bản vẽ kiến trúc 2D, 3D, bản vẽ kết cấu, bản vẽ điện nước, dự toán chi phí đầu tư, kiểm tra đầu ra bản vẽ, giám sát, tổng đài chăm sóc khách hàng, tư vấn vật liệu, thăm lại khách hàng. Những thành tựu ngày hôm nay đạt được giúp cho con người Kisato làm việc với tư duy đột phá, khát vọng dẫn đầu thị trường, khẳng định vị thế tiên phong hướng đến sự phát triển hiệu quả và bền vững. Cùng sứ mệnh đem đến cho khách hàng một cuộc sống đúng nghĩa, để nhà là nơi để tận hưởng cùng gia đình, nâng cao giá trị sống. Kisato định hướng phát triển trở thành tập đoàn xây dựng hàng đầu trong khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái đa dạng trong ngành xây dựng, với sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Sứ mệnh của công ty cổ phần kiến trúc Kisato đó là nâng cao tiêu chuẩn sống cho người Việt. Không ngừng vươn xa, Kisato phục vụ khách hàng trên 63 tỉnh thành, từ miền núi hẻo lánh đến hải đảo xa xôi. Đặt mục tiêu phát triển bền vững, Kisato lấy đào tạo làm quốc sách, luôn hướng tới một môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng và hợp tác, nhằm đảm bảo mục tiêu gắn bó lâu dài trên nền tảng năng lực, thái độ và đạo đức của nhân viên. Trong những chặng đường đã qua, Kisato luôn được khách hàng dõi theo, tin tưởng và đặt niềm tin. Kisato bằng tầm nhìn kiên định về tương lai, trở thành tập đoàn thiết kế và thi công xây dựng hàng đầu Việt Nam. Có rất nhiều yếu tố tạo nên một Kisato vĩ đại như tầm nhìn dài hạn, kế hoạch bài bản, quyết định dứt khoát, lấy nhân viên làm gốc rễ. Nhưng yếu tố quan trọng nhất luôn đi theo Kisato từ ngày đầu tới nay, đó chính là triết lý làm đẹp từ tâm.